Thì quen cũng nhiều. Quen cũng nhiều. Nhưng mà quen cũng nhiều hả? Dạ, nhiều. Nhiều là khoảng nhiêu trên đầu ngón tay không? Thêm tinh anh, thêm tinh anh. Hả, thêm tinh hả? Trời ơi, quá dữ. Mối tình nào sâu đậm nè? Dạ cũng không có tấm. Mối tình nào sâu đậm, quen qua mạng thì bạn bình thường thôi. Quen qua mạng là mất mạng luôn hả? Dạ mất mạng luôn. Em thì cũng có một cái cuộc hôn nhân rồi. Hôn nhân của em kéo dài 11 năm. Và em cũng có một bé gái. Hiện tại thì con em cũng 14 tuổi. Sau khi lập gia đình được 11 năm thì chồng em mất. Hiện tại em là mẹ đơn thân. Thì trong cuộc sống đâu phải cái gì cũng phải hành động, nhưng mà có những cái mình cần phải nói ra. Với lại một phần nữa là em đã có gia đình rồi, con em cũng lớn rồi. Em cũng mong muốn là có một cái người đã từng trải để người ta có thể hiểu được cuộc sống gia đình là như thế nào. Anh thấy rằng nhà trai không có thể hiện đúng nên em thiếu tự tin trong cái việc bấm nút đúng không? Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản tinh tần thép, và nhãn hàng nước uống Ion Kiềm cao cấp đầu tiên tại Việt Nam Ion Life, giúp khỏe ruột mát da, món quà sức khỏe dành cho mọi người đã tài trợ cho chương trình. Và thưa quý vị, một thời gian qua thì các cặp đôi của chúng ta khi đã thông báo kết hôn với nhau thì cũng đã nhận được những phần quà đặc biệt đến từ nhà tài trợ thép Vina KOA. Nên một lần nữa Ngọc Lan xin được cảm ơn nhà tài trợ thép Vina KOA, tinh thần thép. Tên là Phan Công Danh, em đến từ Long An, sinh 1988. Danh làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang làm cửa sắt khi làm bên Âm Thanh Đời Sống anh. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Xin chào MC Ngọc Lan. Dạ xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Dạ em tên là Dương Thị Hồng Thắm. Năm nay thì em 35 tuổi. Đồng hương với anh kia luôn, thì quê em ở Long An nhưng mà ở huyện Châu Thành. Trời ơi, đồng hương luôn, bắt tay cái luôn. Trời ơi. Hiện tại thì em buôn bán vật liệu xây dựng, với lại em cũng có kinh doanh thêm online, em buôn bán yến. Rồi sao đứa hai đứa nó hợp với ta? Đứa làm cửa sắt, đứa làm vật liệu xây dựng. Bây giờ thì mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đi danh. Dạ, về điểm mạnh của em thì em thích ca hát. Lại còn điểm yếu thì cái tật xấu là ngủ có tiếng động là ngủ không được, đứa bụng cọc lắm, cọc tính lắm. Vậy thì khỏi có vợ luôn đi. Thiệt luôn á. Có vợ là gây tiếng động liên tục luôn á. Vợ đang chăm con, dở tay, không có kịp nấu cơm, nấu nước rồi, cái cọc với người ta. Con khóc này kia rồi quay qua quay lại đủ thứ sao ngủ được. Phải gọi là khắc phục cái này nha. Dạ, dạ, dạ. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn ngon, với lại em vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm chăm sóc mọi người. Còn khuyết điểm của em thì nóng tính, nhưng mà em có thể kiềm chế lại được. Với lại nữa em hay quên đi đường, nhiều khi cái đường đó em đi hoài mà em cũng quên. Không, từ từ, cái vụ quên đường dường như nó là một cái bệnh hay sao á nha. Không phải bệnh mà hiện nay á, con người ta quá lợi dụng vào cái chuyện mạng Google Maps rồi đó. Chuyện đó bình thường thôi. Rồi bây giờ mình nói chút đường tình duyên mình đi em trai. Quen mấy cô rồi nè? Ở giờ thì quen cũng nhiều. Nhưng mà quen cũng nhiều hả? Dạ, quen nhiều lắm. Nhiều là khoảng nhiêu trên đầu ngón tay không? Thêm chân nữa anh, thêm chân nữa anh. À, thêm trời chân ơi. Nữa trời ơi, quá dữ. Mối tình nào sâu đậm nè? Dạ cũng không có tấm. Mối tình nào sâu đậm, quen qua mạng thì bạn bình thường thôi. Quen qua mạng rồi mất mạng luôn hả? Dạ mất mạng luôn. Tức là mấy lúc mất mạng là hết quen nha. Mối tình nào quen là lâu dài nhất? Dạ, chưa có mối tình nào quen lâu dài đâu. Trời đất ơi, đi làm cái nghề của em thì liên lạc mấy bữa giờ thấy không được, không hợp mà thôi, không quen được. Ủa em phải tìm hiểu rồi đi chơi này kia chứ mới. Tại vì mình cảm nhận được không hợp với mình. Có mối tình nào mà hôn nhau thắm thiết chưa? Dạ không có luôn hả? Tay còn chưa có sao? Nắm tay còn chưa có luôn. Dạ cho em hỏi cái là chưa có hôn nhau thì có cái gì xác nhận được không ạ? Có cái gì kiểm tra được không? Đúng, người ta nói thì mình nghe vậy thôi chứ giờ biết sao. Nghe thôi. Dạ nếu mà nữa có là chết nha. Ví dụ có là bảo đảm luôn, xem chương trình là người ta bóc phốt liền thì cụ. Dạ. Lên tiếng luôn á. Em thì cũng có một cái cuộc hôn nhân rồi. Hôn nhân của em kéo dài 11 năm, và em cũng có một bé gái. Hiện tại thì con em cũng 14 tuổi. Sau khi lập gia đình được 11 năm thì chồng em mất. Hiện tại em là mẹ đơn thân. Em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ 21 tuổi. Một mối tình dài như vậy, ông xã mất vì lý do gì em? Dạ ông xã em bị bệnh. Rồi chia sẻ với em điều đó ha. Dạ. Bây giờ con đang học lớp mấy ta? Dạ con gái em học lớp 7. Ở chung với em hả? Dạ ở chung với em. Với em hiện nữa? Tại thì còn ở bên nhà nội. Em là dâu Úc, ở với lại bà nội với lại con gái.
Rồi lên đây em có thông báo gì với bà nội, bên nội này kia không? Thì em tham gia chương trình đó là cũng giống như mình đi tìm hiểu trước một cái người bạn trai. Tại vì gia đình là cũng khuyến khích em là tìm một cái người hiểu mình trước. Rồi gia đình cũng không cấm cản gì hết. Cho nên là em cứ tham gia như vậy rồi về thông báo sau vậy đó. Nhưng sao anh nghĩ rằng gia đình nội ủng hộ đó? Dạ. Bởi vì ông xã mất lâu rồi mà, đúng không? Dạ đúng. Với lại một mình một thân nuôi con thì cũng vất vả. Chia sẻ với em. Dạ em cảm ơn chị. Tình hình vậy đó, em trai thấy sao nè? Dạ không có sao. Không có sao đúng không? Bây giờ nói cho chị Lan nghe là cái mong muốn có một người bạn trai là như thế nào nè? Dạ thì đến với chương trình em cũng mong tìm được một cái người bạn trai chiều cao thì khoảng 1m6 trở lên là được rồi chị. Cân nặng thì 70-80kg gì đấy. Em cũng mong muốn là tìm một người bạn trai có thể chia sẻ từ kinh tế, công việc, những cái niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống á. Với lại phải thông cảm cho em, đừng có gia trưởng là được. Đừng ích kỷ nữa. Bên kia anh hiền khô à? Dạ. Đó. Em còn cái điều gì mà không thích ở người đàn ông không? Dạ, em sợ nhất là một người lười nhác, đặc biệt không hút thuốc luôn thì tốt hơn. Nhậu nhẹt ở mức xã giao thôi. Rồi, ok, để chị qua. Đó, qua kiểm tra và mối kiểm tra xem nhà trai có chào nhà trai không? Một lần nữa. Sao mình có hút thuốc không? Dạ có. Hết rồi. Nhưng mà ít thôi. Vậy thôi bỏ luôn được không? Dạ được. Rồi mình có nhậu dữ không? Cũng vì sao không có dễ gì không? Mai mốt mình uống, mình rủ, mình dắt bạn gái đi theo luôn được không? Được. Được mà, chơi chung. Em hình dung trong đầu một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Chị cao chắc cỡ, nó trở lên là được. Ngon. Mình dây nha. Ngon. Mình dây nha. Mình dây phọt đĩa được không? Không, không. Không. Sao vậy? Người ta yêu nhau yêu từ cái gương mặt, yêu từ cái tính tình, yêu từ trái tim, chứ đâu phải yêu nhau vì phọt ông đĩa hay là mai mốt em có vợ được, vợ em đẻ một hai đứa thế nào, ông đĩa cũng xuất hiện ngay cái phọt cho mà coi. Tấn công nhỏ quá hà. Nói phân tích cho nó hiểu thôi. Nha, mai mốt lỡ mà vợ đẻ mà phọt nó có bị bể thì thôi cũng chấp nhận ha, cũng yêu ha. Dạ dạ. Rồi còn điều gì nữa không? Mong muốn gì nữa không? Em thì đơn giản lắm, như nói là được rồi. Thôi được rồi. Mình đi với ai đó em gái? Dạ em đi với em gái. Mời em gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và dạ. Chào tất cả mọi người ở trường quay. Thì qua trao đổi thì em thấy chỗ anh Danh thì cũng hiền lành, dễ thương. Nếu như mà chị em cảm thấy là có một cái điểm gì đó tương đồng mà có thể làm quen với nhau á, thì có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Danh đi với ai Danh? Dạ em đi với ông anh chủ nghề với em. Rồi chào anh trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Chào tất cả anh chị em trên trường quay. Đối với Danh chưa nhìn mặt thì không biết sao. Không biết chịu không? Em chịu rồi đó. Em làm chịu. Mà một người phụ nữ mà một mình mà đứng lên mà nói mở được cái cửa hàng hay là kinh doanh các cái là người rất là giỏi. Còn đối với thằng em của em thì coi vậy chứ khờ lắm. Kiểu như là nó chỉ cái tánh tình là hay cà rỡn, vui. Con cái là hơi quạo thôi, gọi là nóng tính. Giỡn với người ta được mà người ta giỡn lại quạo. Còn nói gì nó chưa nắm tay ai thì nó không biết ạ, đó là em chưa chứng nhận được ạ. Tại vì không thấy nó đem gì, không thấy nó đem gì nhà thôi. Nhưng mà nó đi lén thì mình không có biết đó. Sợ đi lén thôi đúng không? Không thấy được này, không có dặn dò trước nè. Nhưng mà em lên đây là chủ yếu là cho em đi trước em đi sau. À vậy hả? Dò đường để em đi coi nói sao coi. Mình đàn gái rồi còn người nào không để cho em lên. Ơi bây giờ thì chúng ta lắng nghe ý kiến gia đình rồi ha. Đúng rồi. Mình mở rào để hai bên gặp mặt rồi tùy cơ ứng biến với các bạn. Mở rào. Bắt đầu đi Danh. Dạ, em cảm ơn. Rồi mình đứng lại mình tặng xong cái mình đi luôn. Hèn chi tôi chưa nắm tay ai là đúng. Tặng quà không nói câu nào hết trơn vậy. Nói gì đi Danh. Nói nhỏ nhỏ vừa cho nghe. Nói gì vậy? Bắt tay rồi ha. Được nắm tay người ta một cái. Trời bây quá. Giờ nè, vô mình hát cái lấy tình cảm coi nào. Tới luôn đứng hát cho người ta gieo tình cảm ban đầu coi nào. Anh gửi tặng em con cổ nha. Đừng cười nha, cười hát không được. Dạ không, em không có cười. Nếu đã thương nhau thì em ơi xin đừng hờn ghen bóng gió. Anh kiếp phong sương rày đầy mái đao chiến sờn dài gót dài mòn cũ và tình em là nhịp hà tim anh trong những lúc cô đơn khi súng tà miên trăng vàng soi bóng ôm chiếc ba lô ngỡ người vợ trẻ nơi chốn phòng khuê chờ đợi bóng anh về. Trời ơi vô tiếp. Đừng hờn đừng ghen anh lính nhà bên luôn vẹn giữ câu thề
với tình em anh một lòng chung thế giới, nước non nhà anh giữ trọn lòng trai. Em chớ nghi hoài cho tình nghe nhạc phai, anh đã phán bài mong em thấu hiểu. Chỉ được gần nhau có 15 ngày, phép đừng để mất dù cho hương lửa lạnh lùng. Trời ơi, ốc ác tụi nó nổi quý vị ơi. Ngọt, nó ngọt như mía lùi vậy đó. Sao em gái, được không? Dạ, quá được luôn. Quá được đúng không? Dạ. Thôi, hát cái luôn vậy, ngọt rồi đó. Khỏe chưa? Giờ thoải mái chưa? Thoải mái giờ bắt đầu nói chuyện đi đó. À, dạ, tại vì là em thấy nhiều người trai tân á, lớn lên thì người ta cũng ngại quen với lại một cái người phụ nữ đã có gia đình, có con rồi. Anh suy nghĩ như thế nào về một cái người mẹ đơn thân? Anh thì đơn giản lắm, không có suy nghĩ cái gì sâu xa đâu. Anh thấy cái đó cũng bình thường, không có nghĩ gì có gia đình hay là chưa có gia đình. Anh cái đó không quan trọng đâu. Ví dụ ngày hôm nay sau khi mà tham gia chương trình á, giữa em với anh Danh có một cái sự kết nối. Em cũng mong muốn là tìm một cái người có thể che chở cho em nè, hy sinh với lại chịu đựng những cái mà trong cái cuộc sống, ví dụ như cuộc sống nó có khó khăn hay là thiếu thốn hay là cái gì đó, thì anh có thể anh chấp nhận được hay không. Với lại em cũng mong muốn là một người có một cái nhà riêng, để khi mà ví dụ như cưới em thì phải có nhà đúng không, để mà mình về mình sống chung với cái hoàn cảnh của em là em không có gì hết, anh có chấp nhận được hay không? Nếu mà trong khả năng anh làm được thì anh chấp nhận, còn dạ, nhà thì ok. Nhà là có rồi. Dạ, anh có gì hỏi em không? Rồi em ở bên gia đình chồng vậy đó, rồi nay bao lâu rồi? Từ lúc mà cưới về á, là bắt đầu từ năm 2009 là em ở đó luôn, cho đến khi mà ông xã em mất là năm đầu năm 2020. Thì có nghĩa là sau khi trước sau gì cũng như vậy thì em cũng ở đó. Nhưng mà hiện tại á, hai mẹ con có thuê một cái tiệm để em, thì em cũng có chia sẻ là em bán vật liệu xây dựng đó anh. Em có thuê cái chỗ đó để buôn bán. Em cũng ở ngoài này giống như ở riêng rồi, tại vì mình dâu thì mình nói mình đi đi về về vậy thôi, chứ ngoài này thực sự là mẹ con rất là tự do. Bình thường em buôn bán xong em về hay là ở đó? Dạ, em ở tại chỗ luôn. Là hồi nãy em nghe nói là anh làm ở bên cái mảng là cửa sắt, cửa nhôm đúng không anh? Ngay chỗ đó là tiệm của mình, của gia đình hả sao anh? Nó của anh luôn. Dạ. Nếu mà cảm thấy được thì em muốn chừng nào thì mình kết hôn được. Thì nếu mà em và anh cảm thấy mà tìm hiểu rõ ràng rồi, sâu sắc rồi thì tiến tới hôn nhân lúc nào cũng được hết. Tại vì không có ai mà ngăn cản hết. Nói vậy khỏe à? Vậy khỏe à? Bây giờ khoan, từ từ đi, đứng lên. Em gái đứng lên. Cái gì cũng phải có kết nối chút xíu về cảm xúc này. Lạnh chứ. Ai lạnh? Bây giờ hai người nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Mắt ai? Không lẽ nhìn anh? Nhìn anh? Nhìn đây hả? Nhìn anh bấm nút cho anh hả? Không, cũng khờ lắm. Theo anh á, là em nên có một chút xíu chủ động nào đó để có thể kết nối tốt hơn. Dạ. Tại đây nó chưa yêu lần nào cũng thông cảm, chưa nắm tay bạn gái mà chắc là chưa yêu lần nào không? Chắc. Bữa nay nắm tay em là nắm tay người thứ mấy rồi nhớ không? Chưa nắm tay được ai hết. Theo em, nếu em lấy vợ thì như thế nào? Tưởng tượng về tương lai của mình cho em gái nghe đi. Và ngược lại. Mỗi tay. Để. Mỗi tay. Để cái tay đó chưa? Mỗi. Mỗi. Nắm tay mà mỏi gì? Trời đất ơi. Mỏi à? Mốt mình cưới vậy bên em ở hay ở bên anh? Bên em là bên nào? Em nói có cửa hàng vậy đó. À, cửa hàng đó là em thuê mà. Không lẽ về bên nhà chồng người ta ở? Thôi về nhà anh ở. Để em cửa hàng nó về nhà anh luôn. Nói. Được không? Khoan, để em suy nghĩ cái. Là hiện tại anh sống với ai? Anh sống một mình. Ba mẹ ở gần không? Mẹ anh mất rồi. Còn ba thì ở cũng gần. Nhưng mà anh ở riêng. Anh không ở chung gia đình. Rồi, Danh nói cảm xúc của em hiện tại như thế nào, nói cho bạn gái biết. Em thấy sao? Đang hỏi anh mà, anh nói đi. Bây giờ tôi biết gì sao ông ế rồi. Yêu đương nói dở lắm. Yêu đương thì nói dở, nhưng mà anh có thể hiện tốt hay không? Cái nói thì cho là châm chế bỏ qua đi. Thì anh nói cái nào không được thì em nói, đúng không? Bù qua xớt lại, nhưng mà cái hành động á, anh có bù qua cái phần, cái lời nói của anh được hay không á? Được, đó được. Được phải không? Đó, được. Được em, rồi. Rồi, ok. Trở về vị trí đi. Chúng tôi đã cố gắng kết nối các bạn gặp nhau, cũng là cái duyên. Người thân cũng đã góp ý, các bạn cũng đã nắm tay, nhìn thẳng vào mắt nhau, cũng trò chuyện một thời gian. Tuy không dài nhưng nó đủ để chúng ta cảm nhận được xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm bằng cả trái tim mình nha các bạn. Không nên bấm bằng bất cứ điều gì hết. Thích thì bấm, không thích thì đừng bấm.
Đơn giản như vậy thôi. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định bấm hay không bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Nhà em gái không bấm. Điều gì làm em không bấm em gái? Đến với chương trình đó là em cũng mong muốn có một người để chia sẻ với em. Thì trong cuộc sống đâu phải cái gì cũng phải hành động, nhưng mà có những cái mình cần phải nói ra. Với lại một phần nữa là em đã có gia đình rồi, con em cũng lớn rồi. Em cũng mong muốn là có một cái người đã từng trải để người ta có đúng thể rồi hiểu được cuộc sống gia đình là như thế nào. Anh thấy rằng nhà trai không có thể hiện đúng rồi, nên em thiếu tự tin trong cái việc bấm nút đúng không? Dạ đúng. Chính vì thế đây là một cái bài học kinh nghiệm. Chúng ta phải thể hiện cho người khác biết mình thích cái gì, mình không thích gì họ. Cái thể hiện cũng quan trọng, nó không phải là mình nói đâu. Dạ nè. Yeah. Đây là một cô gái mà anh nghĩ rằng rất là tốt. Nhưng mà hôm nay có lẽ các bạn không có duyên nợ với nhau rồi. Ok. Yeah, cảm ơn. Và chúc hai bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước uống Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Ion Life khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Ion Life tự hào là thương hiệu quốc gia Việt Nam và là thành viên Hiệp hội Nước Chức năng Nhật Bản. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Sweet Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Rất tiếc điều đó. Có thể là họ chưa có duyên nào với nhau. Thôi thì trên sóng truyền hình chắc chắn rằng sẽ có nhiều mảnh ghép, sẽ ghép với chàng trai và nhiều mảnh ghép là ghép với cô gái. Thế nào? Dạ cũng quá được ạ. Ồ, không hiểu sao chị kia là nó không được, mình tò mò ghê luôn á. Có thể chị kia không được nhưng mà chị này được. Đúng rồi, mình hy vọng như vậy. Cảm ơn bạn. Biết đâu được đúng không? Em tên là Thanh. Họ tên đầy đủ là Phạm Chí Thanh. Phạm Chí Thanh, dạ, bạn đang làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh sữa. Đang bao nhiêu tuổi? Dạ, 30 tuổi. 30 tuổi, nhân viên kinh doanh sữa. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta. Xin mời bạn. Chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Khu Ái Ngọc. Khu Ái Ngọc, Ngọc bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 31 tuổi. 31, dạ, hôm nay sao mình làm mai mối toàn là nữ lớn hơn nam không vậy ta? Ngọc hiện đang làm công việc gì Ngọc? Dạ, em làm nhân viên trực tổng đài trong công ty á chị. Bạn bao lâu rồi không có bạn trai? Dạ, cũng lâu ạ. Lâu là bao lâu bạn? Chắc cả 10 năm. 10 năm? Bây giờ đến với chương trình mình có định tiến tới hôn nhân luôn không nếu như phù hợp? Nếu mà phù hợp thì chắc tìm hiểu chắc cả 1 năm. Nếu mà được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân chứ chị. Đúng rồi, 31, 32 tuổi là lấy chồng là vừa rồi. Bạn. Bạn bao lâu bạn chưa có người yêu? Hơn năm. Lâu. Trước đó thì sao? Trước đó có một người. Từ đó giờ có một người thôi hả? Dạ. Chia tay lâu chưa? Chia tay hơn 6 tháng rồi. Hơn 6 tháng gì thì kiếm người yêu khác hả? Không, cái đó là quan niệm sống khác nhau á, nên không có hợp rồi. Người mỗi người đi một đường. Mà mối tình đó quen được bao lâu mà chia tay? Quen nhau cũng 6 tháng. Vậy là bạn này thích con số 6. Tôi thấy bạn bên đây mặc áo lạ lắm nhỉ, gì? Dạ, áo thì nguyện đồng cảm á. Đồng cảm hả? Ủa sao? Là sao bạn? Thứ bảy chủ nhật rảnh á là em hay đi đăng ký những cái hội từ thiện á, đi hỗ trợ những người mà khó khăn á. Chiều nay là em quay xong là chiều em qua Ninh Thuận anh. Cảm ơn những cái tấm lòng của bạn. Rất hay. Thế bình thường Ngọc có khi nào đi làm từ thiện không?
Chủ nhật là em hay đi phát quà hay là phát quần áo gì đó. Vậy là hai người thấy cũng có một cái sự đồng cảm với nhau. Bạn tự giới thiệu về mình một chút xíu, thì cá tính của mình hay sở thích của mình chẳng hạn. Em thích chế biến những món ăn. Hiện giờ em đang nghiên cứu những món ăn chay dinh dưỡng đó. À, ô bạn nam có thích ăn chay không? Dạ có chị. Bên đây là chế biến các món ăn chay đó. Mình, dạ, mình càng tốt chị. Càng tốt ha, thấy hai người này có nhiều điểm tương đồng rồi nè. Mấy lần em chế biến em chuẩn bị đội đầy đủ hết rồi. Em chế biến xong một món nhìn rất là đẹp, nhưng mà em chế biến xong có mình em ăn. Em ăn hoài em ngán. À bây giờ thiếu người phải không? Đó. Một người thích ăn chay, một người thích chế biến đồ ăn chay. Còn gì nữa mà không chịu sáp vô? Bạn có ngại bạn nữ mình lớn hơn mình chút xíu không? Dạ tuổi nó không có nằm trong cái gạch đầu dòng của em chị. Không quan trọng ha. Gạch đầu dòng là cần như thế nào? Em thích người phụ nữ nhìn khuôn mặt là phúc hậu, sống có trách nhiệm, biết suy nghĩ về gia đình hơn là cá nhân mình. Cái nhiều bạn xinh ơi là xinh, rồi cao, vòng gì đó. Vòng đó vòng gì? Ba vòng, số đo ba vòng anh. Bạn thích vòng nào nhất? Em thích cả ba. Bạn mấy vòng? Em không có vòng nào được rồi. Bạn đứng lên tôi coi coi. Ấn tượng rồi nha. Kiểu này kiểu gì? Nhân vật nổi tiếng tao mau. À biết rồi, cái thằng nhỏ cái đầu nó có ba cái giá phải không? Dạ đúng rồi chị. Bên đây có cái lưỡi à. Ở gì vậy? Đây lạ lắm. Đây ấn tượng lắm rồi, cảm ơn bạn. Đừng có làm rồi. Bên đây người ta tò mò nè. Ngọc ơi, mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì cho người bạn trai của mình không? Thích mẫu người bạn trai vui vẻ hòa đồng là được rồi chị. Sống có trách nhiệm. Bên đây quá trách nhiệm. Trong tình cảm thì phải chân thật. Điều gì bạn không thích về người bạn trai? Em không thích người bạn trai nói nhiều. Nói nhiều quá đâm ra là nhiều chuyện. À, nhiều chuyện là khác. Nói nhiều là khác. Bạn có coi cái phim bên bạn bên kia nói không? Cái phim Tâm Ma. Có, chắc về nhà em phải khuyên lại quá. Khuyên sao? Sửa cái mái tóc đi. Hồi nãy chị nói mái tóc ba chớp đúng không? Đúng rồi. Anh lên thì nói mái tóc chớp rưỡi. Bây giờ nói nghe nè, hôm nay em đến chương trình em đi với ai? Em đi với bạn em. Bạn em đâu? Rồi chào chị. Mình chơi với nhau được bao lâu rồi chị? Dạ cũng mấy năm. Mấy năm rồi, hiểu tính cách của nhau không? Dạ hiểu. Thấy anh chớp rưỡi bển hợp với bạn Ngọc không? Dạ không phù hợp. Sao vậy? Bên đây cũng làm từ thiện, bên đây cũng ăn chay, bên kia cũng vậy mà. Sao không hợp? Dạ không có biết nói sao. Không biết nói sao, chỉ biết không hợp thôi. Dạ. Rồi, anh Thanh có bạn đi theo không? Dạ có. Rồi, mời bạn anh coi thử phát biểu coi sao. Đâu bạn dạ. Thanh đâu? Dạ, chào chương trình ạ. Nãy chị nói là tính tình hai người không hợp, bạn thấy đúng không? Dạ, em thấy tính tình thì rất là hợp đấy ạ. Rất là hợp. Dạ. Bà, em chơi với bạn Thanh bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng gần được một năm rồi ạ. À, hai người. Thấy tính anh Thanh dễ thương không? Dạ, quá dễ thương luôn. Vậy bạn thấy bạn nữ bên này như thế nào? Dạ, cũng quá được ạ. Ồ, không hiểu sao chị kia là nói không được, mình tò mò ghê luôn á. Có thể chị kia không được nhưng mà chị này được. Đúng rồi, mình hy vọng như vậy. Cảm ơn bạn. Biết đâu được đúng không? Nhưng mà trước khi mà Tường qua coi mặt thì Tường cũng muốn hỏi lại Ngọc một tí nữa. Tại vì Tường cũng hơi băn khoăn là bạn của bạn lại nói là cái tính cách không hợp. Thì bạn có thể nói một chút xíu nữa về cái tính cách của mình thôi. Chắc là do cái anh này ảnh hay nói đùa. Em không thích những người hay nói đùa. Ủa nó đùa, đùa là vui với em, đâu có gì đâu. Hỏi thiệt nè, là bây giờ Thanh đã muốn, thật sự muốn lấy vợ lắm chưa? Cái đó là hiển nhiên là muốn rồi. Bây giờ bạn muốn điều gì ở cái người bạn gái của mình? Có cũng cái hướng suy nghĩ cùng em về như là em cũng thích kinh doanh làm. Hai người lấy nhau kinh doanh đồ chai được đó. Hiện tại bạn đang ở với ai? Dạ em ở trọ với lại một bạn. Rồi nếu như mình tiến tới kết hôn thì mình lấy nhau thì sẽ có một cái bạn kế hoạch như là xây dựng cái nhà trước rồi làm những cái vấn đề nào rồi kế hoạch sinh con gì gì đó. Tôi sẽ cố gắng mai mối cho bạn. Mình sẽ thuyết phục giùm ha. Cố gắng ha. Dạ, những cái gì mình nói là mình phải cố gắng làm được nha. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Rung không bạn? Dạ. Hồi hộp. Hồi hộp hả? Có bao giờ hồi hộp vậy chưa? Lần thứ hai. Lần đầu là lúc nào? Lần đầu bạn gái. Đâu? Bạn gái đầu tiên cũng hồi hộp. Bạn gái thứ hai cũng hồi hộp. Bạn gái thứ ba có hồi hộp không? Bạn gái thứ ba chắc chưa. Tương lai rồi. Không có gì. Rồi bớt rung đi nha. Rồi chào bạn. Chào em, chào anh. Tôi nghĩ rằng hai con người có cái tấm lòng như vậy rất là tốt, có thể rất hợp với nhau. Biết đâu về bạn chế cơm chay ra rồi hai người kinh doanh quán cơm chay thì sao? Cũng được chứ bộ. Trước tiên mình thấy cái tâm là hợp với nhau rồi. Em cũng hy vọng là vậy. Hy vọng là vậy. Bạn thích người đàn ông mập, cao, ốm hay là như thế nào? Em không thích người đàn ông mập. Ốm thì ốm quá em cũng không thích.
Vừa người thôi. Anh nghĩ rằng hợp với người này cũng ốm lắm đâu, cũng vừa vừa thôi ha. Rồi rồi. Được rồi. Nói chung á là chị thấy là anh nó cũng được, rất là chân thành. Còn cái vấn đề là mình cảm nhận như thế nào thì cái đó chị không không thể nói được. Mà chị thấy anh ấy rất là chân thành. Rồi chúng ta sẽ kéo màn lên. Muốn tiến tới hôn nhân, đi một con đường có kế hoạch đàng hoàng ha. Mình căng thẳng không? Xem sao. Bình tĩnh nha. Chúng ta có 2 phút để gặp nhau. Hồi hộp chờ đợi. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Chào anh. Mình tặng bạn cho anh. Cảm ơn anh. Bạn ơi, mình sẽ có cuộc hẹn lần 2 ha, trong rạp chiếu phim. Bạn lấy mình cùng nhau bấm nút ha. Bạn ở quận mấy bạn? Quận 6. Quận 6 thì qua Lê Văn Quế gần mình á. Đúng rồi. Nhân viên bán sữa sao uống sữa ốm vậy? Dạ, bán được bán sữa chứ không có được uống sữa. Lâu cũng lấy uống cho nó mập mập chút chứ. Sao tóc này giống cái gì đó? Màu không? Cũng không giống lắm. Hơi hơi thôi. Nó dài ra là nó đẹp lại. Về nhớ gắn sức keo vô thì nó đẹp lại. Vậy bấm nút nha bạn ha. Lo lắng như vậy. Dạ. Tiếp tục đi. Tâm sự đi. Này muốn vợ lắm mà sao cứ bấm nút đi coi phim hoài. Hỏi hẹn hò rồi kế hoạch mình tính sao chưa gì trên cái đòi bấm nút đi coi phim hoài. Bạn cảm nhận về mình như thế nào? Thấy cũng được. Thấy cũng được là được rồi. Thấy được là được rồi. Giờ bạn quay nữ xuống thuyết phục chị kia một câu kìa. Bạn nữ cảm nhận sao? Thuyết phục chị đó một câu kìa. Mình nghe lời chị lắm. Đó, nói gì với chị một câu đi. Chị suy nghĩ lại nha chị. Trời ơi, hết giờ. Đây. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Tự tìm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3 Hết giờ. Bạn nghĩ sao khi đồng ý nhấn nút chọn bạn trai kế bên? Em thấy bạn trai này có cùng chung cái ý tưởng với em thì em thấy gì mình tìm hiểu thử xem. Hai người nắm tay nhau đi. Vậy được rồi, vậy được, em thích vậy ha. Làm gì gồng như vậy? Cảm giác khi bạn gái nắm tay sao cứ nắm tay đi bạn. Để coi anh cảm nhận sao. Run. Không cái coi sao. Người ta chưa đồng ý. Hả? Xin đi, xin thử coi. Có chị à. Mình phải quyết liệt vô chứ, xin đi. Mau lên. Mạnh dạn vô, trời ơi, xin đi, nói mau lên. Đây, 2, 3. Chị không cần. Đây rồi, mời bạn ấy đi, mời đi. Được như ước nguyện rồi đó, mời đi. Bạn đi. Rồi, hai mình cùng đi ha. Hai mình cùng đi ha. Ừ. Hai ừ. Cả hai. Người ta ừ chưa? Ừ đi. Chúc mừng hai bạn. Chúc hai bạn đi xem phim thật là vui vẻ. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Hai bạn nắm tay xuống dưới. Anh nói vậy anh là người có tính gia trưởng lắm phải không? Không, anh không gia trưởng. Tại vì không phải là gia trưởng đâu. Nếu em cảm thấy đẹp thì em cứ mặc bình thường. Nhưng mà đừng có thái quá. Theo em nghĩ nè, người ta thích mặc quần xoạc thì cứ để tao mặc. Dạ. Mình chỉ góp ý nhẹ thôi còn được thôi. Dạ. Bởi vì nhiều khi chân ta đẹp, chân ta dài, trắng thì để tao mặc. Dạ. Khi nào chân có ghẻ không mặc thì thôi chứ. Đúng không? Dạ. Này à, dạ, em tên là Thanh Tuyền, năm nay em 27 tuổi. Hiện em là nhân viên BG của siêu thị. Hơi rung phải không? Dạ. Không có sao rung nhưng mà nói rất là chững chạc rõ ràng ha. Rồi, mình nghe bạn Nam giới thiệu coi bạn Nam bao nhiêu tuổi, làm gì nè. Xin chào quý khán giả đang xem chương trình ạ. À. Chào Huyền Linh. Dạ, chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Trương Đình Duy, năm nay em 28 tuổi, sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Làm gì em? Dạ em làm công nhân ạ. Công nhân, cụ thể làm gì? Em sản xuất phụ liệu may thôi ạ. Nãy chị chưa hỏi Tuyền là Tuyền ở đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh. Chà, rồi ở xa mình yêu đương hẹn hò ở xa, bạn có ngại không? Dạ. Em không ngại. Dạ thưa chị đi, có xa chăng nữa thì em vẫn đi tới nơi ạ. Em nói em làm ở trong siêu thị là làm sao? Dạ em bán hàng trong siêu thị á chị. Rồi mình làm theo ca hay là mình làm cả ngày, mình làm bao lâu? Có nghỉ dạ, được ngày nào? Em làm từ 1 giờ trưa đến 9 giờ tối chị. Ngày nào cũng làm hết? Một tháng em được nghỉ 2 ngày. Mình đã có mối tình nào chưa? Mối tình chính thức thì chưa có chị. Mối tình giống như là trẻ con thì có chút chút.
tình đơn phương hay là gì đó. Tình nhưng đơn mà... phương nữa hả? Ví dụ như người ta thích em mà em không có thích người ta, hoặc là em thích người ta không có thích em. Nhưng em có hiểu lý do tại sao mình không có một người bạn trai không? Em nghĩ là mình nói hơi nhiều, nhiều khi người ta cũng không có thích. Với lại nhìn bề ngoài của em á thì em tròn với em đen, có lẽ là không có thu hút được bạn trai. Bạn trai có thích người con gái hơi có da có thịt một chút không? Dạ, nói chung là mẫu của em thì không có kén chọn hay bất cứ một cái gì cả. Với mẫu của em chỉ là đồng cảm là được rồi chị. Bạn dạ. có mối tình nào chưa? Dạ, chỉ có một. Bao nhiêu năm? Dạ, kéo dài tới 4 năm, 6 tháng. Thật là số ấn tượng nha. Đếm kỹ quá ha. Có thể nói cụ thể bởi dạ, vì... Dạ, nói chung về kinh tế gia đình. À, tức dạ. là kinh tế. Đúng. Bây giờ là bạn đã chuẩn bị cho cái việc mình lập gia đình chưa? Dạ, em đã sẵn sàng từ cách đây 2 năm rồi anh. Là sau khi chia tay mối tình đó là mình rút kinh nghiệm, mình sẵn sàng luôn hả? Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị được gì rồi nè? Em có tích góp được một số vốn, cũng có một cái... khu nho nhỏ nằm ở trên Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Như vậy cũng ổn định rồi ha. Dạ. Bạn nữ mình nghĩ là bao nhiêu lâu mình sẽ kết hôn được? Dạ, nếu được thì khoảng 1 hay 2 năm. 1 hay 2 năm. Dạ. Bạn có ưu điểm gì không? Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, biết lắng nghe, biết quan tâm mọi người. Bạn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Mẫu của em là giống như anh Quyền Linh vậy đó. Vừa giỏi giang trong công việc, rồi giúp vợ đảm đang việc nhà. Tại em hay coi chương trình của anh Quyền Linh nấu ăn á. Trời ơi, anh đứng trên chương trình TV anh vậy thôi, chứ về nhà vợ anh làm không hả? Anh có làm em không? Em thích là có một người như vậy để cùng nhau mà chia sẻ chị. Bạn trai có chịu có phụ bạn gái làm việc nhà đồ đỡ đần công việc không vậy? Dạ, quan điểm của em thì nhất mẹ, xong rồi mới tới vợ. Đúng rồi, ai cũng vậy thôi. Dạ. Mẹ là số 1, ba mẹ là số 1. Hiện giờ mình đang sống với mẹ hả? Dạ, hiện giờ em đang sống với mẹ. Thì phải về làm dâu hả bạn? Em tôn trọng ý kiến của bạn em, chứ em không theo nhất thiết phải là theo ý của em. Nhưng bạn có chịu lên thành phố ở không? Dạ, nếu lấy sẵn, nhau. Em sẵn sàng em chuyển về ở. Ồ, vậy thì cũng dễ mà. Nãy anh nói mẹ là nhất, mà anh lên thành phố ở vậy anh bỏ mẹ trai anh. Không, có nghĩa là mẹ đi theo luôn, chứ không phải là bỏ mẹ ở lại. À, gia đình anh đông anh em không ạ? Hiện tại thì mình còn một đứa em trai và cũng đang đi làm. Gia đình em cũng có hai chị em cũng có một em trai đang đi làm. Yeah. Em cũng sống chung với mẹ. Rồi. Nếu bây giờ ngược lại bạn phải về với Biên Hòa sống thì bạn có chịu không? Dạ chịu, tại vì mình lấy chồng thì mình phải theo chồng. Cặp này được ha, tốt. Rồi, cái mẫu người của em muốn như thế nào? Em không có một cái tiêu chí về mẫu bạn gái của mình như thế nào. Chỉ đồng cảm thôi đúng dạ, không? Có hai cái lý do là em tối kỵ. Thứ nhất là đừng mặc quần sọt quá ngắn. Em thấy hai mấy cái mẫu bạn mà mặc quần sọt nó ngắn á. Là cái đó em hầu như là em bị dị ứng. Yên tâm đi. Sao anh? Vậy? Dạ, dạ, mặc chị đẹp dạ. thôi cũng xịt tin dạ, cũng khỏe. Tôi chỉ mặc là quần là ngắn sát dạ. luôn á. Không, đầm thì được. Quần sọt có làm sao đâu. Quần trẻ trung năng động. Quần sọt rin đồ này kia bình thường, bụi đẹp mà. Dạ. Không, em thấy nó sao sao á chị. Trời đất ơi. Điều gì nữa rồi, không thích gì nữa? Dạ, sơn bóng tay bóng chân. Sơn bóng tay bóng chân đẹp chứ mắt gì không cho sơn. Dạ, nói... Đưa tay ra coi, người ta đẹp mà. Ủa làm gì con trai để cái bóng tay về ngoặt thấy ghê vậy? Dạ không, cái con đường của em nó còn bóng tay. Làm gì? Dạ, mình tháo chỉ. Tháo chỉ, tháo phụ kiện thôi. Cô thiết kế cô bên này mặc quần sọt đi hẹn hò. Ghét quá. Anh ơi, lỡ hôm nay em đi mặc quần sọt thì sao anh? Ờ đó, thí dụ dạ, gì đó. Nếu mà lần đầu thì không sao đâu. Tại vì coi như lần đầu cũng như lần cuối, không như chưa biết. Trời ơi, cái gì? Anh là bảo thủ dữ vậy? Anh nói gì vậy là chắc anh ở nhà anh là người có tính gia trưởng lắm phải không? Không, không, anh không gia trưởng. Tại vì không phải là gia trưởng đâu. Nếu em cảm thấy đẹp thì em cứ mặc bình thường, nhưng mà đừng có thái quá. Theo em nghĩ nè, người ta thích mặc quần sọt thì cứ để ta mặc. Dạ. Mình chỉ góp ý nhẹ thôi, còn không được thì thôi. Dạ. Bởi vì nhiều khi chân ta đẹp, chân ta dài trắng thôi để ta mặc. Dạ. Khi nào chân có ghẻ không mặc thì thôi thôi chứ, đúng không? Dạ. Nay Tuyền đi đến đây có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em đi cùng với em trai và bạn. Hai chị em giống nhau ghê. Dễ thương mà. Dạ em ai cũng tròn đều vậy đó. Hai chị em dành ăn nhau dữ lắm nè. Anh nhìn em trai của em sao là em bên này cũng vậy á anh. Dạ không, chào bạn. Đâu có tròn tròn đẹp. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Thấy anh trai bên đó như thế nào? Dạ, anh đẹp trai á chị. Cao cao thấy anh hiền á. Ở nhà chị mình có tánh xấu gì không? Dạ thì chắc chị hay nói nhiều á. Anh trai có muốn nói gì với em trai không? Mà hai người đàn ông dễ nói chuyện. Dạ, trước mắt phải gặp mặt thì biết mặt được rồi. Khi đến khi mà mình hậu sau này á, mình sẽ tìm hiểu và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dạ. Bạn trai mình có đi với người thân không? Dạ hôm nay em đi với mẹ. Mẹ rồi. Mẹ. Dạ. Được rồi. Cô thấy tình hình hai cháu sao cô? Dạ chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ.
Dạ thấy cô bé này cũng mát mẻ, cũng mềm mềm dễ thương. Bình thường ở nhà thì anh có cái tánh xấu gì không cô? Đi làm về mệt là ngủ hừ lên rên. Rên gì lắm. Rên hả? Dạ không. Cô nghe ngủ ngáy chứ rên là rên sao? Ngáy. Dạ được rồi. À chào bạn, mát mẻ ha. Dễ thương mà. Dễ thương. Mẫm mẻm luôn mà. Mẫm mẻm. Múp mít. Mập mạp luôn. Dễ thương. Không muốn nói gì với bác không? Bác chào bác đi. Con chào bác. Con muốn nói nhưng mà con run quá, không dám nói bác ơi. Không sao đâu, cứ bình tĩnh nói đi. Đại em. Đi nói đại đi. Bác đâu có giữ đâu mà con. Bác hiền mà. Nói đi nói. Bác rất là hiền. Thì lúc nãy anh cũng nói một là con sẽ đi về Đồng Nai, con sống cùng với lại gia đình. Còn nếu mà con không chịu, con muốn sống ở đây thì gia đình sẽ lên sống cùng con. Mà anh nói là anh xem mẹ là nhất thì ai cũng vậy thôi. Nếu như con không chịu về dưới, con không chịu theo anh thì anh lên đây rồi anh sẽ rời xa bác, thì lúc đó bác có còn yêu thương con không? Không, cái này cô nói lại, cô còn một đứa con nữa, một thằng em nữa. Ví dụ như bây giờ nó theo vợ, nó ở cùng vợ thì cô vẫn còn một đứa con nữa, cô ở với đứa kia. Đúng rồi. Con thì sao? Con chỉ hỏi, con nói vậy thôi. Chứ thì lấy chồng thì chắc chắn là phải theo chồng làm dâu. Nhưng mà thấy bác sao? Dạ, thấy bác hiền. Có hậu á, mặt có hậu á. Cảm ơn chú Quyền Linh. Dạ. Không? Thương con là chắc cũng thương dâu. Đúng rồi, thương lắm. Cái điều đó là đương nhiên rồi đó. Nhưng mà về dưới rồi lo cho bác thời gian là coi như con ruột luôn rồi. Dạ. Đồng ý không? Đồng ý về Đồng Nai không? Dạ đồng ý. Đồng ý rồi xong. Con này rất là thông minh. Thôi chúng ta sẽ gặp gỡ nhau nha. Kéo màn lên. Ba mẹ nào cũng thương con, chứ quan trọng là mình đồng ý hay không thôi. Múp ma, múp míp, mụm mỉm, mát mẻ, minh mẫn, mập mạp. Thôi. Mời. À, chào bạn. Nói chung là cũng mập mạp, mệt mỏi. Mệt mỏi rồi, mệt mỏi hả anh? Anh mới nhìn thôi là anh mệt mỏi rồi. Không, đó hả? Mệt mỏi thì không có đến nỗi nào đâu. Càng tốt. Như lúc nãy anh đã nói thì mẹ là nhất, xong tới vợ. Nếu mà một mai á, em mà có về hay là anh sẽ đi theo á, thì anh sẽ dắt mẹ theo. Như mẹ cũng đã nói thì mẹ còn một đứa em nữa. Thì mọi quyền quyết định á, thì anh cũng lúc nào cũng tôn trọng em hết. Lần đầu tiên gặp gỡ, cảm nhận thế nào? Còn mệt mỏi không anh? Hết rồi. Không dám nhìn mỏi rồi. Dạ. Thôi lắc đầu. Dạ, hết mệt mỏi rồi. Em cảm nhận về bạn trai thì cũng hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà ở trong lòng em có một cảm giác giống như là bạn ấy gia trưởng lắm. Không, không, anh đã nói rồi, anh không có gia trưởng. Thề đi, thề đi. Thề, ai tin anh? Có anh. Em tin. Có nếu như em tin anh thề. Nếu như em tin thì anh sẽ thề. Vấn đề quan trọng giờ rút cái cuối xong mình bấm nút ha, bấm nút nào. Vậy có cho mặt quần sọt không? Trời ơi, vậy mặt quần sọt là quá mát luôn anh. Về mặt quần sọt ai coi anh? Oh, mát luôn, đâu sao mặc quần sọt. Giờ về dắt bạn gái đi tập thể dục nha. Ok. Bây giờ chúng ta nói chuyện để hiểu nhau hơn, nói chuyện thoải mái để có thể đi đến một cái điều gì đó xa hơn. Quan trọng các bạn có quyết định cho chúng ta một cơ hội không? 3 2 1. Hết thời gian. Rồi. Tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Dạ, tại vì cái tính em á thì cũng như em trai em cũng chia sẻ là em nói nhiều. Mà lúc nãy anh vừa gặp em thì anh nói anh mệt mỏi. Em sợ là sau này em nói nhiều á anh sẽ càng mệt mỏi thêm. Tại cái chữ đó thấy không? Hồi nãy cái chữ nó hớ hả? Bậy sao? Bà không, không. Cái em chỉ đáp theo cái kiểu mà mập mập, mũm mỉm, em kèm theo cái chữ hai chữ M cuối cùng. Nó vui cuối cùng, hậu quả nó vậy thấy chưa? Chỉ có vậy hai sao chữ. Lúc nãy anh không nói với em là anh nói vui? Ừ. Trời ơi, thiệt tình luôn, chỉ có mệt mỏi thôi mà không bấm nút. Vậy ví dụ cho bấm lại thì bạn có bấm không? Dạ, nếu mà bấm lại thì chắc em cũng không bấm đâu. À, tại sao? Không phù em hợp. Không phải là không phù hợp mà em cảm thấy chưa có rung động. Chưa có rung động. Với lại em với bạn ấy đi cưới, người ta nói số 10 đó. Số 10 hơn số 9 mà. Không sao. Thôi nhưng mà... anh đừng có buồn thì không, mình không. Cũng có thể là bạn của nhau mà. À, rồi cũng được, không sao hết. Không sao cả. Đấy, dạ. Mốt mình nói gì mình cũng gọi là người ta gọi uống lưỡi trước khi nói ha. Nhiều khi lộn đó, rồi đôi khi người ta hiểu lầm thôi chứ không gì trơn á. Dạ. Không, bạn trai thì dễ thương mà, nó cũng rất là chuyện. À gì, cậu mợ giống như cha mẹ luôn rồi ha.
Rồi mời đại diện nhà trai. Rồi, xin chào MC Quyền Linh với MC Hồng Trân. Đàn nhà trai. Chào đàn gái. Hôm nay đến đây là thấy hai cháu là giờ là vui lắm rồi. Thấy bên đây là cùng kết rồi đó. Yeah. Em là Trương Nguyễn Hoàng Minh, năm nay em 23 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Minh làm gì Minh? Dạ làm kỹ thuật điện. Minh ơi, Minh hồi hộp rung lắm, sao mà Minh ngắt ngang cái chữ ngộ quá vậy Minh? Dạ cũng hơi hồi hộp. Giờ nghe bạn gái giới thiệu nè. Dạ con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Ừ. Chào nhà trai. Chào tất cả mọi người ở đây. Con tên là Trần Thị Như Quỳnh ạ. Năm nay con 24 tuổi, nghề nghiệp của con là nhân viên văn phòng ạ. Con làm đâu? Dạ con làm ở công ty Micro Asset ạ. Ở quận Nhất ạ. Quận Nhất hả? Dạ. Con sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ con sống ở Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Gò Vấp Bình Dương cũng không xa mấy. Quỳnh 24, Minh 23. Dạ. Tình hình nó cũng hơi căng chút xíu. Có gì đâu căng. Mình thấy sao Minh? Dạ cũng được. Cũng được ha. Dạ. Nhưng mình là nam mình phải kêu bằng em nha. Dạ. Kệ. Nhường nữ trước đi ha. Bây giờ Quỳnh con Lady nói first. Con nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi con. Điểm mạnh của con là một người hoạt bát, hoài đồng, vui vẻ, thân thiện. Con chịu học hỏi, con có tính siêng năng cần cù. Khi mà mọi người tiếp xúc và đi chơi với con á, thì mọi người cảm thấy rất là thoải mái. Con có điểm yếu gì không? Con hơi ngây ngô, dễ tin người. Dễ tin người, có dễ bị dụ không? Không, dụ thì không được, nhưng mà ý là con tin á. Với lại con hay tự biên kịch trong đầu con nhiều cái làm cho con tệ hơn. Ý là con bị suy diễn hả? Dạ đúng rồi, con hơi suy diễn nhiều vấn đề một chút. Nhưng mà cái suy diễn đó là nó mang tính tích cực hay tiêu cực? Dạ thường hơi tiêu cực một chút. Hơi tiêu cực, dạ. Đúng không? Làm cho mình buồn, dễ stress đúng không? Dạ. Sao cưng? Con nghe bạn tâm sự thấy sao? Dạ được. Mình nói cho bà mối biết là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh là sạch sẽ, gọn gàng và hòa đồng với mọi người. Điểm yếu có điểm không? Yếu là hơi nhút nhát với ít nói thôi. Tại vô đông người thì ít nói. Dạ. Có tật xấu gì không? Tật xấu là hay quên. Mình nói cho bà mối biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ từ trước tới giờ chưa có mối tình nào. Đi về đây cô hỏi bên đây nghe. Quỳnh có mấy mối tình rồi con? Dạ con có hai mối tình. Mối tình đó xảy ra cách đây 8 năm. Lúc con học cấp 3. Và tới giờ là con chưa có mối tình nào. Cái đó là vậy là 8 năm trước là cái mối tình đó thời học sinh thôi đúng dạ, không? Dạ, là năm lớp 11 và lớp 12. Ừ, đó dạ. Là thời học sinh. Dạ, đúng hoa không? Có sâu đậm không? Dạ không à. Hồi đó còn trẻ, còn nhỏ không? Ừ. Không có suy nghĩ nhiều. Thì giờ con vẫn là bạn với hai người bạn đó. Như vậy có nghĩa là mình chưa xếp cái đó vô gọi là tình, dạ, gọi là đúng. Tình mối tình dạ, đúng nghĩa rồi. Được đúng không? Dạ. Đó. Dạ, như vậy là hai đứa là đồng thanh đồng thủ đó. Rồi. Đều bây là tinh khôi hết á. Mình nói cho bên đàn gái biết mình đang đi tìm một nửa yêu thương của mình về hình dung như thế nào? Mô hình lý tưởng là giống giống ai cũng quên luôn rồi nữa. Giống Hồng Vân, Hồng Vân Đào. Ví dụ như là bạn gái bên đây sẽ không giống bất kỳ một cái hình mẫu lý tưởng nào của con á, thì lúc đó con sẽ như thế nào? Miễn yêu thương là được rồi. Miễn yêu thương đúng không? Dạ. Ok. Trời ơi, cái mặt dễ thương quá chứ bộ. Tươi dễ sợ luôn rồi nha. Dạ. Cảm ơn chú. Cái này mà gương mặt này mà nếu mà cần cảnh vô về mặt điện ảnh là có nét lắm á. Dễ rồi. Nhớ ấn tượng nữa. Đúng rồi. Bây giờ thì mình cho đàn trai biết á, là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào. Con đơn giản lắm, giống chú là được. Nhìn phúc hậu giống chú. Giống chú hả? Phúc hậu là có nghe. Có nha. Chú thì là cũng không có giống gì luôn á. Cũng giống chú á. Dễ thương á. Được à, đẹp trai hơn chú. Được không? Dạ, ngoại hình thì con không quan trọng. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân để coi góp ý cho con thêm thôi. Dạ con đi với mẹ và ba người bạn thân của con. À có mẹ nữa hả? Dạ. Rồi mời mẹ cho ý kiến nào. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân. Và quý khán giả trong trường quay. Và chào nhà trai. Cháu nó thì ngoan, hiền, hiếu thảo. Nhưng có một điều là hơi bừa bộn một chút đó. Nên là nếu mà có gì á, thì về hai đứa bảo nhau. Có gì thì con cũng phải nghe lời bên đó. Đó, mẹ chỉ nói vậy thôi. Còn nếu mà con mà với bạn ở bên đây mà hợp nhau thì bấm nút. Rồi, cảm ơn mẹ. Mình cảm nghĩ về càng để tương lai mình phải coi. Cháu Minh này thì thấy được đó. Thấy hiền lành chất phác đó. Cùng quê Bình Dương với tôi luôn. À vậy à, hay đúng quá rồi. Dạ, thủ châu một Bình Dương nè. Ủa vậy đó hả? Trời ơi khỏe re rồi. Đẹp trai Quyền Linh luôn hết chưa? Không, không đẹp bằng Quyền Linh đâu. Chưa tút lên thôi. Vô đây chú tút lại cho đẹp luôn. Thấy là thấy bự con đó là bự. Thấy được rồi đó.
Rồi cảm ơn nhà gái. Minh đi với ai nè? Đi với dì, cậu với mợ. À dì, cậu mợ giống như cha mẹ luôn rồi ha. Rồi mời đại diện nhà trai. Rồi xin chào MC Quyền Linh với MC Hồng Trân. Chào nhà trai. Chào đàn gái. Hôm nay đến đây là thấy hai cháu là vậy là vui lắm rồi. Hai bên đây là cùng kết rồi đó. Kết luôn rồi đó. Hai bạn rất là xứng. Bấm nút đi cho nhau một cơ hội. Mình tìm hiểu mình sẽ đến với nhau luôn. Chúc mừng, chúc mừng. Rồi chúc mừng. Hai đứa nó hợp nhau, nhìn nó tròn tròn, múp múp giống nhau ha. Rồi bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Hai trẻ trao đổi rồi coi có nút bấm hay không mình chưa biết nha. Mở rào. Bắt đầu cho mình nha. Cố lên nào. Hít hơi thật sâu vô. Mạnh mẽ lên. Mình lớn lên nhà mình nha. Dạ. Cái quà tặng. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Một cái áo khung. Ừ, hôm qua em cũng không mường tượng được anh như thế nào nữa. Dạ. Cái hôm nay em có mua size này gì? Size gì? Con size gì? Size L. L. Em mua size L. Size của Linh rồi. Đổi eo đi. Nó cùng size với tôi đó. Tại con thích những bạn nam mặc áo polo nhìn chững chạc. À nhìn chững chạc. Ủa sao con thích sao? Dạ cũng có nhưng mà con cảm thấy cái đó hơi nặng á. Con muốn sự thoải mái với hai người thì con tặng polo. Ví dụ mà bạn này không vừa thì hai người cùng nhau đi đổi. Ok đó, cùng nhau đi đổi. Cái lạnh gấu bông này để cho mỗi đi mình ôm nhớ đứa con. À mỗi đêm nhớ. Rồi ôm con đó nha. Rồi hai đứa tâm sự đi. Anh nhìn em cũng đẹp, hiền, dễ thương. Chứ lúc đầu anh mừng tượng em sẽ như thế nào? Cũng giống vậy. Dạ. Dạ là sao? Dễ thương nói chuyện với bạn gái dạ. Mà em cũng hơi suy nghĩ xíu. Tại vì không biết hôm nay bạn em sẽ như thế nào. Thì hôm nay em gặp anh thì chắc thấy được hợp với em. Anh đang làm việc tại Bình Dương luôn hả? Dạ. Đừng già nữa, đừng già. Nhà dạ. Của em thì ở Gò Vấp. Qua Bình Dương thì 13 cây, bằng em ra quận Nhất. Thì cũng gần. Mình hỏi coi hiện nay Quỳnh đang ở với ai, Quỳnh có cần gì không? Em đang ở với ai? Ở với mẹ, với cậu và với dì. Giờ làm dâu được không? Hỏi tới coi sao. Dạ, mốt em gì có thể làm dâu bên đây được không? được. Hỏi là thí dụ như tụi mình đồng ý khoảng bao lâu em cho anh bước tới? Nếu mà mình tìm hiểu khoảng được bao mấy năm thì mình mới tiến được tới hôn nhân. Mục tiêu của em là 28 tuổi mới lấy chồng. Em muốn thật sự ổn định. Lâu quá. Lâu quá em ơi. Anh thì cỡ 25, 26 là được. Cái đó là lúc em suy nghĩ khi em chưa gặp anh thôi. Yeah. Tới nắm tay bạn gái cảm nhận thế nào đó. Hai người nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, hát tặng bạn gái. Nắm tay nhau hợp chặt, giữ tay nhau hợp lâu. Hứa với anh một câu sẽ cùng nhau đi tới con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em ơi xin em hãy bước đi. Cùng quá học quần hết. Trời thấy thương không? Quỳnh hát tặng lời cho Minh bài gì đi. Không, vẫn nắm tay, vẫn nắm tay. Đừng có buông tay, đã nó hát nắm tay nhau thật chặt nắm rồi. Nắm tay thôi. Em đi lạc trong sóng gió cuộc đời, nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới. Âu lo chạy theo những ánh sao đêm, ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn. Ta đi thật mau chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp thành câu, biết đâu liệu mai này có nhau. Thức giấc để em còn được thấy ánh mắt của anh nhẹ nhàng, nắm đôi tay của em không xa rời. Tạm gác hết những âu lo, lại cùng anh bước trên con đường. Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua. Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương. Cuộc đời này được bao lần nói yêu, anh biết nơi để quay về, em biết nơi phải đi. Ta sẽ bước chân thôi. Nói câu gì rất được rất gan, nói đi Minh. Em có đồng ý thì hãy cho nhau một cơ hội. Được chưa Minh? Dạ được chú. Rồi trở về ghế đi nào. Cảm giác yêu chưa?
Rồi chú. Rồi đúng không? Tay rồi, dễ thương hết sức luôn, để tay nút bấm nè. Hả? Đây, bây giờ là do bạn gái thôi. À, mình thích thì mình bấm nha Minh. Mình là đàn ông, mình chủ động. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. 2 3 Hết thời gian. Con không bấm hả? Lý do sao Quỳnh không bấm? Con cũng không biết nói sao, nhưng mà con nghĩ là con tôn trọng cảm xúc của con á. Thật sự nếu con rung động con sẽ bấm, tại con chưa rung động với bạn. À, ở đây thì mọi người cũng ngỡ ngàng hết trơn, cũng có một chút tiếc nuối. Thôi, hãy giữ lấy những kỷ niệm mà mình đã có. Rồi hôm nào đó mặc vừa cái áo, kiếm Quỳnh nói anh mặc vừa áo rồi, em có bấm nút hay không? Biết đâu lúc đó Quỳnh thay đổi bấm. Nha. Nhưng mà bây giờ thầy cả tuyên truyền cũng hơi khó khăn. Dạ. Em biết thời buổi này hơn vô biên chế nhà nước khó lắm, anh này không thích được khó. Dạ. Anh đã được vô biên chế rồi ạ? À? Anh vô biên chế anh chạy 18 năm rồi mà. Dạ. Như vậy là bây giờ là thành dân Long An luôn rồi đúng không anh? Dân Long An rồi, anh vô trong này là 22 năm, học sư phạm 3 năm, đi dạy 18 năm. Dạ. Rồi, bây giờ là chắc chắn mà hỏi một câu vui à. Thầy chưa có con đúng không? Em đảm bảo chưa có con. Có số điện thoại của thầy cô ở trên trường cũ vẫn còn. Hay là có chưa biết? Trời ơi, chưa có anh ơi. Em nói thầy thầy giáo mà sao nói dám trước mọi người được. Ủa, mà nó nghe nè thầy ơi, nó nghe thầy. Mà tại sao lúc đó thầy 5 năm rồi mà thầy chưa có con, hay là thầy có khả năng có con không? Trời ơi, thử nó biết mạnh khỏe này, tiêu huyết đất em hết cho. Em sáng nào em tập thể dục. Cái chuyện hết đất với đẻ con không quan trọng, không có liên quan. Hết đất với đẻ con nó khác xa nhau. Có nhiều người hết đất rất là giỏi nhưng đẻ con không được. Tại biết sao không? Cái vấn đề mà vợ chồng cứ trục trặc hoài, cái tâm lý anh cái chị tâm lý nó không thoải mái. Đó. Không thoải mái vậy gì? Cái về cái lúc đó. Mấy cả em hỏi á, em hỏi hỏi cô á. Sao không có con, hay là đi khám đi. Cô nói chứ, việc gì mà phải khám, có bệnh hoạn gì đâu mà cứ kêu khám. Cô cứ vậy rồi. Vậy đâu phải bệnh hoạn gì đó, mình vẫn đi khám, mình mới biết mình phát hiện. Chắc em kêu cô cả hai đứa cùng đi khám, cô chỉ không chịu đi khám. Ở bây giờ một mình anh đi khám đi, là có anh có khỏe không? Dạ thì có nhu cầu thì em đi khám. Đúng rồi. Em đâu gì? Đúng, phải dạ. Khám cho yên tâm. Dạ. Rồi sao, lấy nhau về phải đẻ liền. Dạ. 40 với 37 rồi, dạ. Hai già con mọn. Ha, dạ. Bây giờ đi khám trước đi nha. Dạ. Quen nhau cái làm đi khám liền. Dạ. Bấm nút là đi khám. Dạ. Về nói với cổ là anh có khả năng có con nè, người ta mới đám cưới với mình. Dạ. Nha. Dạ. Nha thầy. Dạ. Rồi được, để thầy đảm bảo 100%. Giờ hứa đi nữa là anh sẽ đẻ được. Đâu đẻ được. Anh sẽ đâu mình đâu phụ đứa đâu mà đẻ được. Thì sao? Chị phải khẳng định gì cho cổ tin chứ sao đẻ không được. Anh sẽ trợ giúp cho em đẻ được. Hả? Được. Nói chung là thầy rất thoải mái, thầy rất là đây là thật tình đó. Đây là con người rất là chân thật ha. Anh đừng lo điều đó. Bây giờ anh đã hỏi đủ hết rồi, em thấy tin chưa? Dạ. Rồi. Bây giờ thí dụ như bây giờ về ở chung ba mẹ làm dâu đó, em đồng ý không? Làm dâu bên nhà ảnh á hả? Ừ. Dạ, em cũng thích ở chung nhiều người trong gia đình. Ừ. Dạ, cho nên làm dâu đối với em không thành vấn đề. Bây giờ ba mẹ cũng lớn tuổi rồi ở dạ. Đó rồi mình khỏi mua nhà mình dành dụm ra số tiền để mình lo cho tương lai. Dạ, sẵn là có thời gian đi du lịch luôn. Rồi, hay quá. Thôi, bây giờ rồi. Hai bạn sẽ giới thiệu về nhau nha. Mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. À, dạ, em tên là Nguyễn Thị Anh Thư, hiện giờ 36 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Em lớn lên tại Gia Lai, thành phố Pleiku. Vậy là quê mình ở Gia Lai. Dạ đúng. Hiện tại là làm việc ở Bình Dương, là làm công việc gì em? Dạ, em làm nhân viên văn phòng chị. Dạ. Mình sống ở đó lâu chưa? Dạ, nếu mà tính đến thời điểm mà lúc em tốt nghiệp thì làm ở Bình Dương tới bây giờ là được hơn 11 năm. À, cũng thành một cái quê hương thứ hai của mình. Dạ đúng rồi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Chào em, xin chào quý khán giả, chào anh Quỳnh Ninh và chị Cát Tường và bạn gái bên Bước Chèm. Em thì tên là Nguyễn Danh Hòa, năm nay 40 tuổi, quê gốc ở Hưng Yên, đến từ thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nghề nghiệp là giáo viên tiểu học. Giáo viên tiểu học. Dạ. Hiện tại là em đang dạy ở đâu? Dạ. Em đang dạy học ở đâu? À, em đang dạy học ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ạ. Long An? Dạ. Bên đây là Bình Dương hả? Dạ. Chà, rồi cũng hơi xa nha. Cũng xa mấy đâu. Bình Dương thì cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30-40 cây, Thủ Thừa cũng cách 30-40 cây, tổng cộng gần 100 cây. 30-30, anh cộng 6 thôi, anh quốc lên tới 100. Đâu có 40 mấy đó, tính ra là chỗ anh này tới thành phố Hồ Chí Minh phải 40 mấy cây.
Rồi bây giờ vậy bạn trai nói thử coi, giả tỷ như mình quen bạn gái thì bao lâu mình hẹn hò nhau được một lần? Mình gặp cái đó không? Cuối tuần là em nên em gặp à, tại em nghỉ thứ bảy chủ nhật không mà. À. Mấy cả cái vấn đề đi lại thì không có khó khăn gì em. Đúng rồi. Em đi xa liên tục á. Đi liên tục luôn. Đi đâu? Liên tục, cuối tuần là cứ dành thời gian là xách xe đi chơi, đi tới Phú Quốc rồi đi từ Long An tới Đà Lạt, đi Nha Trang chơi suốt. Ôi trời. Đi xe máy vậy luôn. Đi chơi xe máy đi một mình không à. Quá dữ luôn. Bây giờ Bình Dương là gì đâu? Không có thấm có gì không, không có cửa gì đúng không? Dạ. Như vậy là tuần là lên thứ bảy giật luôn. Đúng rồi. Thứ bảy chủ nhật luôn, nếu mà bạn gái chấp nhận chứa nên em ở em suốt. Được không em? Ít nhất là mỗi tuần mình cũng được gặp nhau một lần. Dạ. Rồi mình có chứa nữa thì ảnh ở lại từ 7 qua Nhật luôn. Anh sáng không chứa thì giờ luôn. Không chứa thì mất công ảnh chạy về rồi sáng chủ nhật anh chạy xuống lại, đúng không thầy? Dạ. Không đó. Cần chứa thầy, thầy cứ ở gần đó luôn cũng được. Dạ. Mấy thầy coi có cái nhà trọ nào kế bên đó rồi thầy mướn tháng luôn. Đâu có ở có em có đứa em ở gần Biên Hòa. Đứa em trai ở gần Biên Hòa. À. Có gì về Biên Hòa mà ghé nói lên thôi. Rồi thôi, vậy là bước đầu. Mấy là cả vấn đề đi lại thì vô tư đi. Hay đi quá đó. Vậy thế này. Bây giờ nè, anh có ưu khuyết điểm gì? Em á, em cái ưu điểm của em á là em thích trẻ con lắm, thích cho con nít lắm. Em thích lắm. Biết không? Tụi học sinh nó ngồi nó viết bài em ao ước làm sao không? Em bước ao ước làm sao mai mốt em có một cái đứa con như cái đứa học trò của em á. Em thích lắm. Vậy là dễ thôi mà. Cha. Có vợ là có con thôi mà. Dạ. Có được không? Được, sao được. Trai mới còn men đoàn hoàng. Men đoàn hoàng đúng không? Thầy, đó là sở thích hả? Đã. Trời, em sống hòa đồng vui vẻ mọi người đó. Vậy thầy có khuyết điểm gì không thầy? Cái khuyết điểm của em á, là ai mà nói dối cái thứ á, hoặc mà nói cái gì mà không đúng là em nói thẳng luôn. Mà bất cứ cái người đó là ai, em không thích người đó nói dối một điều gì. Nói dối là nói thẳng vô mặt luôn. Mà nói thẳng là thôi anh là bơ anh nói cho thật đi. Cái đó là em biết rồi đó. Thôi cái anh là đừng mặt người ta luôn đúng không? Dạ. Rồi thầy có ưu điểm gì nữa không? Cái ưu điểm là em á, em tìm hiểu, em biết về lịch sử địa lý rất là nhiều. À thầy giáo mà. À. Có điểm mạnh gì nữa không? Mà những bây giờ anh chị ở đây hỏi em bất cứ biển số xe của tỉnh nào em đọc cho biết liền, rồi biết điều huyện nào thuộc tỉnh nào em đấy, đọc cho hết biết hết. Rồi đọc thử coi nào. Bây giờ từ thành phố Hồ Chí Minh đi một dọc từ bây giờ từ Lạng Sơn tới Cà Mau đi. Rồi trời ơi dữ luôn. Thử coi nào. Biển số xe anh đi. Rồi đọc một loạt thôi. Biển số xe 11 Lạng Sơn. 12. Ở Hồ Chí Minh 11 Cao Bằng, 12 Lạng Sơn. 13 Hà Bắc Tú. 14 Quảng Ninh. 15 16 Hải Phòng. 15 đâu? 15 với cả 16 là Hải Phòng. À, rồi 17. 17 Thái Bình. 18 Nam Định. 19 Phú Thọ. 20. 20 Thái Nguyên. 21. 21 để em bình tĩnh. Để em bình tĩnh chút. Để em bình tĩnh chút. Vậy là được rồi. Cái số 21 thầy không nhớ. Không, 21 là Lào Cai. Ồ. Dạ. Em nhớ là Lào Cai. Nhiều đó đủ rồi. Dạ. À, quá dữ ha. Đọc từ thành phố Hồ Chí Minh tới Long An thôi, Bình Dương thôi nè. Bình Dương nè. Bình Dương 61, đúng Long rồi. An 62, Tiền Giang 63, Tiền Giang 63, 64, Vĩnh Long 64, 65 Hậu Giang 66, Đồng Tháp 67, 65 khác à? 65 là Cần Thơ. Rồi. 65 Cần Thơ. Rồi. 66 Đồng Tháp 67 An Giang 68 Kiên Giang 69 Bình Cà Mau 70 Tây Ninh 74 Cà Mau Vũng Tàu. Nói chung á là thầy Dĩ Linh là có chung cái quan điểm là đọc số xe của các tỉnh. Dạ. Tỉnh bạn tôi đọc được mà. Rồi mấy cả em nhìn lá quốc kỳ là em biết không, em không phải khẳng định là 100% nhưng 90% em đoán lá quốc kỳ đó thuộc nước nào. Rồi đọc tên nước đó em biết là cái nước đó thuộc châu nào luôn. Nhìn các tường biết là như thế nào không? Chỉ các tường rất là xinh đẹp. quá dữ. Trời ơi ưu điểm ta dài rồi luôn. Rồi nhưng được đó rồi. Cho biết rồi. Đàn tay là số 1 sao em đó. Sao em nãy giờ em cảm thấy thế nào? À, thầy này có một cái sở thích cũng giống em á chị, em cũng thích đi du lịch lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi mai mốt hai người sẽ cùng đi du lịch với nhau. Dạ. Rồi ưu điểm quyết định là cái gì, mình làm lại coi, nãy giờ mình lép vế rồi. Em thấy anh cũng hơi trùng với em tí xíu, tức là em cũng là một người rất là thẳng tính, nhưng mà có điều là như anh á thì anh nhận xét trực tiếp người ta, còn em thì thường em sẽ góp ý rất là tế nhị. Thêm nữa là em là người thích sự sạch sẽ.
không biết anh có thích sạch sẽ không anh? Anh sạch sẽ lắm. Thầy giáo mà không sạch sẽ làm sao gương được cho học sinh em? Dạ đúng rồi. Sạch sẽ, sạch sẽ. Dạ. Em thích một người biết thương yêu động vật, biết thương yêu con người. Thì trong đó anh có nói là anh thích em bé, em cũng thích em bé luôn. Anh thích bé trai bé gái anh hả? Nói chung là trời cho bé nào thì mình nhận bé đó. Anh không dễ quan mà. Trọng. Đúng rồi. Dạ, thầy dễ chịu quá, em cảm ơn thầy. Thêm nữa thì thật sự ra thì em cũng có một thời gian em cộng tác ở trường đại học cho nên là em thấy cũng có một cái gì đó nó cũng gọi là có cái sự trùng khớp ở đây. Em cũng thích về lịch sử và địa lý. Thì như anh trình bày thì anh biết khá nhiều về các tỉnh thành, đặc biệt là biết cái biển số xe rồi tự nhiên là quốc kỳ chẳng hạn. Thì cái đó cũng là một trong những cái sở thích của em thấy nó cũng có cái sự trùng khớp ở đây. Cái điều mà em không thích đó chính là tức là cái sự giả dối như vậy. Bên này rất ghét nói dối, dạ, ai nói dối là vạch mặt liền. Dạ. À nói dối là anh nói thẳng luôn đó. Bây giờ mình có cái tài gì không em? Mình có tài gì mình ảnh anh cũng phô trương lực lượng quá, dạ. Mình phải có cái tài gì. Em thì có khả năng hát chị, có khả năng kể chuyện. Đó. Kể chuyện, hát. Dạ. Em thích đọc truyện kiếm hiệp, em thích coi phim kiếm hiệp. Rồi, bây giờ mình làm gì đó, mình biểu diễn muốn làm gì cũng được. Cho anh ấy thấy cái tài năng của mình một chút xíu. Đồng ý không? Dạ. Rồi. Mời bạn. Hồi trước tiên đi là em xin phép là em hát tặng cho mọi người một đoạn nhạc trước đi ha. Rồi. Dạ. Every night in my dreams I see you, I feel you. Does it how I know you gone? Far across the distance and space between us and Xin cảm ơn mọi người. Rồi. Em còn tính hát nhiều mà tại mọi người vỗ tay làm em bối rối quá, xin lỗi. Sao đâu, miễn sao có người ta biết bài hát đó của Titanic là được rồi ha. Dạ đúng rồi anh. Rồi. Thầy có biết hát không? Em thì nói thiệt, lúc đầu mới ở trong trường có đám tiệc liên hoan gì đó. Xin xỉn vô, mới hứng đi mới hát thôi, còn bình thường. Không có hứng hả? Bữa nay chưa có hứng, chưa có hứng. Thôi tới chương trình thì bạn là cái đã hát tặng mọi người thì với cả anh Quỳnh Ninh, chị Tường và khuyến cả quý khán giả rồi thì em xin hát một đoạn thôi, một khúc làm luôn cái bài là em rất là hâm mộ cái nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Em hát bài Tình Cây Và Đất. Rồi bắt đầu. Trời sẽ duyên nên khiến xui anh gặp em, cho nửa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất, em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Nói chung là người ta có ưu điểm về cái khác thì cũng phải khuyết điểm về cái nào đó thôi. Thôi vậy là quá hay rồi, quá nhiệt tình. Rồi bây giờ chúng ta vào vấn đề đi. Vô tình duyên đi. Mình trải qua tình trường như thế nào rồi? Dạ thật ra thì em nghe nhiều người nói là nhiều người thương em, nhiều người thích em lắm, nhưng em không biết tại vì họ thương thường họ hay giấu hay sao đó. Thì em chỉ biết được là ví dụ như bạn bè thích em thì thông thường hay mượn vở em hoặc là mượn sách của em á, rồi hay viết trong những cái lá thư á, cái đính kèm trong sách sau khi đó trả lại cho em, nhưng mà không có ký tên, không ghi ra, thành ra em cũng biết ai thích em nữa. Rồi là cuối cùng tới giờ mình có mảnh tình nào chưa? Dạ chưa chị. Trời đất ơi, ba mươi mấy cái xuân xanh rồi. Chưa mình có tình bắt bay luôn em mình hả? Mình có yêu đơn phương ai, mình thích ai không? Yêu đơn phương hả chị? Chắc cũng có chị. Tại vì mình ngộ nhận là cái sự quan tâm của người ta đó là tình thương, là tình yêu. Dạ nhưng mà đó là không phải. Trời ơi, dạ. 37 năm. Dạ. Chưa có mối tình nào hết. Rồi vậy là cũng chưa có nụ hôn nào hết, đúng không? Dạ em hôn người ta không à. Hả? Em hôn sao? Em hôn như thế nào? Dạ em hôn cháu em à, em hôn ba má em chẳng hạn. Có nghĩa là một cái nụ hôn của tình yêu là chưa có. Dạ. Thầy sao thầy? Dạ thì em thì tình trường của em thì em nói thật là em cũng trải qua một mối tình chính thức và một mối tình phụ. Mối phụ? Mối tình chính thức là em cũng trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Nên nói chung là tụi em không có hợp. Ai cũng có cái tôi lớn quá. Biết không, mà cả em á thì em cũng phải lo về gia đình cho ba mẹ. Ba mẹ khó lắm, ba mẹ còn hoàn cảnh khó khăn lắm. Nên cái hồi đó em có phải hàng tháng là em cũng phải gửi tiền về phụ ba mẹ. Em nó gửi ít đó, còn hai đứa em nó gửi nhiều hơn. Tại vì tụi nó khá giả.
lên đầu tiên ba cũng nói thẳng mấy câu là vậy đó, thì cô cũng im cũng không nói gì. Em tưởng là cô cũng đồng ý rồi, nhưng mà sau về sống với vợ chồng như kiểu như cô không có thoải mái về cái tinh thần về cái tiền việc bạc mà anh gửi tiền về cho ba mẹ là cô ba mẹ vui. Dạ thì ba mẹ cô ấy thì khá giả, thì cô không phải chu cấp cái gì hết đó. Thì nói chung là cứ có vấn đề đó là sinh ra rồi cái mối duyên đó được bao lâu? Mối duyên đó thì chính thức là được 5 năm, nhưng mà thật ra thì sống chung có 2 năm mà. Có con chưa? Tụi em chưa có con. À. Dạ. Mình chia tay được bao lâu, ly dị được bao lâu? Chia tay được 5 năm rồi chị. Có giấy ly dị đàng hoàng không? Có đàng hoàng, em gửi chương trình đàng hoàng. À rồi, dạ. Thôi vậy cũng được. Em có ngại gì chuyện đó không? À, dạ không chị. À, thật sự ra thì em thấy ví dụ như đàn ông mà họ đổ vỡ một lần thì họ có những cái sự nhìn nhận một cách chín chắn hơn. Ừ. Với lại là khi mà họ bắt đầu một mối quan hệ mới thì chắc chắn là họ sẽ phải có những cái biện pháp để giữ gìn cái mối quan hệ đó để rồi cho nó đi đến một cái kết quả tốt đẹp và lâu dài. Nghe vậy thì chị cũng yên tâm ha. À, bên đây chưa có mối tình nào, bên kia thì đã gãy đổ một lần. Thôi thì hôm nay chúng ta nói lại ha, nói lại mình có những cái sự mới mẻ trong cái tình yêu. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ cao 1m65 trở lên, đừng có quá mập tại vì em thích người khỏe mạnh thôi. Rồi, được. Dạ, trung thủy. À, thẳng thắn với lại là hiếu thảo. Không thầy, có nổ, em không thích bạn thảo. Dạ, em không thích bạn nam nổ. Thầy không có nổ, thầy nói sự thật không à? Yeah. Thì tại vì em nói thật với anh Quỳnh Anh với cả em tuổi ngựa á, tuổi ngựa là nói thẳng luôn chứ đúng không rồi. Có giấu được cái thẳng gì hết. Ruột ngựa vậy đó. Dạ, dạ cho nên đó là lý do anh thích du lịch đó phải không anh? Dạ, thích đi du lịch lắm em. Yeah. Ở một chỗ không có chịu đựng được. Thích thích đi du lịch là thích, thích là nói đi du lịch. Thích là đi đi mà đi là đi giấu về nhà mới nói sau. Hả? Cái gì? Tại vì nhiều đi gia đình sợ có sự cái gì xảy ra. Nhưng mà em đi là chắc thần phụ trời phù hộ cái gì á, em rất là an toàn, không có bị sao hết, không có bể bánh xe. Em đi từ Đà Lạt mà về Nha Trang mà đi cái đèo Khánh Lê dài 33 cây số đó, mà em mỗi mình em đi cái xe máy xe quay đó, còn mấy người kia người ta cũng đi phượt mà người ta đi xe phân phối lớn không à, mà em đi không có bị sao hết. Rồi chúc thầy mai mốt đi trong những chuyến đi phượt của thầy là hai người chứ không còn một mình lẻ loi nữa nha. Dạ. Rồi bây giờ thầy muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người của bạn gái là em đơn giản lắm, biết không, nói chung là dễ nhìn là được rồi. Rồi tính cách là nói chung là biết dung hòa mối quan hệ nội ngoại, rồi biết thông cảm chia sẻ với nhau. Vấn đề giờ anh còn gửi tiền về cho ba mẹ không? Bây giờ thì ít rồi, nhưng mà thỉnh thoảng thụ lúc này ba đang sửa nhà nè thì có, lúc này phụ em gái phụ nhiều lắm, phụ gấp đôi của em á. Mà em á mấy thằng em trai chỉ có phụ 1/3 cái số của nó thôi. Tức là giờ ba đang sửa nhà vẫn gửi về? Vẫn gửi. Rồi chắc là chừng nào mình quen xong chuẩn bị đám cưới chắc ba sửa nhà xong rồi ha. Dạ ba sửa tuần sau là tuần hết tuần này là xong mà. Rồi vậy khỏe rồi anh. Thầy có mấy anh chị em? Dạ em có ba anh chị em thứ hai. Nhưng mà tất cả gia đình đều công chức nhà nước hết. Đầy đủ. Dạ, em giáo viên, thằng kế bên á là bộ đội sĩ quan ở quận Tân Bình này nè. Rồi. Đứa em dâu làm bên dầu khí. Quá dữ. Đứa em gái làm bên tư pháp. Quá dữ luôn. Đứa em rể làm công an. Rồi bây giờ anh là anh có nhà cửa gì chưa? Nhà cửa thì có sẵn rồi đó. Có sẵn. Có sẵn qua ba mẹ đó, ba mẹ kêu là mày muốn ở chung thì ở, còn không muốn tự lập ra ngoài cũng được. Ba mẹ cũng không cấm đoán là chuyện làm dâu. Nhưng mà hay bây là giờ nếu mà ra ngoài thì anh có nhà riêng chưa? Em chưa thì em mua thôi, em cũng có dành dụng được miếng. Đủ chưa? Có tiền mua chưa? Thì đất ở Long An thì ven ven thì cũng đủ, nhưng mà khi mà cất nhà thì nói thiệt là cũng phải nhờ bạn gái cả hai bên cùng hỗ trợ là thêm thôi. Còn đất thì đủ khả năng mua. Đủ mua rồi, 40 đúng không? Tuổi rồi anh phải tích cóp cho anh ăn rồi anh xách xe đi chơi không, anh không để dành tiền mua nhà mua cửa. 40 tuổi anh lấy vợ mà giờ đâu thể nào hai chồng ở nhà trọ được. Dạ. Bây giờ á mà một hồi nữa mà đồng ý ok hết rồi là về phải lập tức gom góp kiếm miếng đất mua đi rồi từ từ đi làm dành dụm rồi xây cái nhà lên mới đám cưới được chứ. Dạ. Không lẽ bây giờ 40 tuổi về ở nhà trọ? Không, tại vì mấy bạn gái thích ở mấy ba mẹ thì ở có nhà luôn. Dạ. Có sẵn luôn. Thì nhà rộng lắm, bây giờ mới lên gác luôn, rộng rãi lắm. Còn không thì ra ngoài ở. Bây giờ vậy nè, ba mẹ đang ở với ai? Ở một mình không à, không có ai hết. Ba mẹ lớn chưa? Ba mẹ em là năm nay 65 tuổi rồi. 65 tuổi rồi. Dạ. Bây giờ em hỏi anh nè, anh là bèo hơn bên nhà gái rồi. Bây giờ nè, dạ. Nhà thì gái bèo hơn. Bây giờ nhà gái nè, 37 tuổi nhưng người ta có nhà riêng rồi. Người ta bắt rễ được không?
Cái chuyện đó em không thành vấn đề. Cái chuyện em ở dễ hoặc là bạn gái muốn ở đâu thì em ở đó. Được. Em không thành vấn đề. Nhưng mà em chỉ có một cái đi gọi là biết sao cái bạn gái biết làm sao người vợ sau này của mình đã biết dung hòa mối quan hệ giữa các thành viên rồi, trong gia đình. Yên tâm đó. Nhưng giờ có chuyện này quan trọng nữa nè. Dạ. Có vài người lên chương trình bà muốn hẹn hò. Dạ. Ly dị rồi, gãy đổ rồi, lên đây nói rồi. Nhưng mà lấy cái gì xác minh? Nhiều khi người ta nói không đúng sự thật. Người ta chưa dứt, chưa ly dị xong, chưa giấy tờ đàng hoàng mà người ta nói người ta ly dị rồi. Không, em có giấy tờ chứng minh đàng hoàng, em gửi chương trình mới chấp nhận mới kêu em đi chứ mà. Tức là giấy ly hôn đúng không? Ly hôn có giấy độc thân không? Có giấy độc thân rồi có cái chứng nhận nơi công tác luôn. À. Em làm việc cái gì cũng phải đầy đủ. À, đầy đủ thì có quen ai trước khi chia tay với vợ chưa? Không có quen ai có hết. Cô nào theo đuổi không? À, không có ai đuổi kia để theo đuổi. À, được rồi. Em thích á. Nhưng mà chưa ai theo đuổi không? Em rồi thích. Hỏi vậy là biết rồi. À. Được rồi. À, để anh Quang gặp bên đàn trai thì đàn gái ha. Chào em gái. Dạ em gái chào anh. À, thực chất là bên đây về công việc thì ổn định. À, vấn đề chỗ là chưa có người nào đó để kèm cái chân con ngựa này lại thôi. Dạ. Ha. Tuổi con ngựa mà. Dạ. chạy suốt vậy đó. Nếu như mà em kèm chân được thì anh nghĩ rằng nó cũng sẽ rất là vững chắc. À, đây là con người cũng năng động, cũng sáng tạo, cũng thoải mái lắm. Ha. Anh thấy là vậy đó. À, nãy giờ trao đổi thì em thấy có hợp gì với em không? Em thấy về tính cách thì xét một số điểm thì cũng khá là phù hợp với em. Ừ. Dạ. À, thêm một cái nữa là em muốn hỏi anh là lúc mà anh nói là khi mà còn đang chung sống với vợ thì là anh có đóng góp cho gia đình. Nhưng mà khi anh đóng góp cho gia đình vậy thì anh có trao đổi với vợ anh không? Hay là anh đóng góp âm thầm mà vợ anh không biết? Không, anh có chứ. Trước khi mà hai đứa cưới nhau xong rồi nha, là ba có gọi 6 đứa, dâu rể, trai gái ra nói như vậy. Hai đứa em á thì nó đóng góp nhiều hơn. Còn anh thì đóng góp, tại nó thấy anh thu nhập ít, giáo viên á, thu nhập vùng sâu, dạy hồi đó dạy vùng sâu vùng xa á, nó cực khổ lắm. Nên thôi, cho anh chỉ phụ cái phần nửa, anh có bao nhiêu thì anh phụ bấy nhiêu thôi. Dạ. Nhưng mà khoảng phần nửa á, hồi đó 3 triệu á thì anh phụ có 500, đó, vậy á. Dạ. Vậy có báo với vợ, dạ. Nhưng mà vợ không vui. Dạ. Còn hỏi gì nữa không? Dạ, anh cho em hỏi thăm là bây giờ nếu như mà em ở Bình Dương, anh ở Long An thì anh nói là thứ bảy chủ nhật thì là anh không có phải đi dạy thì anh có thể lên Bình Dương được. Vậy anh có ý định là mình chuyển về và sinh sống luôn ở ngay tại Bình Dương không anh? Nếu mà có điều kiện về Bình Dương thì càng tốt, nếu mà thuyên chuyển được. Nhưng chả bây giờ thầy đã thuyên chuyển cũng hơi khó khăn. Dạ. Em biết bây thời buổi này hơn có vô biên chế nhà nước là khó lắm anh Linh. Khó, rất là khó. Dạ, anh nên... đã được vô biên chế rồi ạ? À? Anh vô biên chế, anh dạy 18 năm rồi mà. Dạ. Như vậy là bây giờ là thành dân Long An luôn rồi đó không anh? Dân Long An rồi, anh vô trong này là 22 năm, học sư phạm 3 năm, rồi đi dạy 18 năm. Yeah. Rồi, bây giờ là chắc chắn mà hỏi một câu vui à. Yeah. Thầy chưa có con đúng không? Em đảm bảo chưa có con. Có số điện thoại của thầy cô ở trên trường cũ vẫn còn. Hay là có chưa biết? Trời ơi, chưa có anh ơi, em nói có. Này thầy dám mà sao nói dám trước mọi người được? Ủa? Mà nó nghe nè thầy ơi, nó nghe thầy. Mà tại sao lúc đó thầy 5 năm rồi mà thầy chưa có con, hay là thầy có khả năng có con không? Trời ơi, thử nó biết, mạnh khỏe nè, kêu hít đất, em hít đất cho. Em sáng nào cũng tập thể dục. À, cái chuyện hít đất với chuyện đẻ con không quan trọng, không có liên quan. Hít đất với đẻ con nó khác xa nhau. Có nhiều người hít đất rất là giỏi nhưng đẻ con không được. Tại biết sao không, cái vấn đề mà vợ chồng cứ trục trặc hoài. Cái tâm lý anh, cái chị với tâm lý nó không thoải mái. Nó không thoải mái vậy gì? Về cái lúc... Mấy cả em hỏi á, em hỏi cứ hỏi cô á, sao không có con cô hay là đi khám đi. Cô ấy tức, cô nói chứ việc gì mà phải khám, mà có bệnh hoạn gì đâu mà cứ kêu khám. Cô cứ vậy rồi. Đấy à. Đâu phải bệnh hoạn gì, cái đó mình vẫn đi khám, mình mới biết mình phát hiện. Chắc em kêu cô cả hai đứa cùng đi khám, cô chị không chịu đi khám. Rồi bây giờ một mình anh đi khám đi, là coi anh có khỏe không? Dạ thì có yêu cầu thì nhu cầu thì em đi khám. Đúng em, rồi. Em đâu gì? Đúng, phải dạ. Khám cho yên tâm. Dạ. Rồi sao? Lấy nhau về là phải đẻ liền. Dạ. 40 với 37 rồi. Dạ. Hai già con mọn. Ha? Dạ. Bây giờ đi khám trước đi nha không? Dạ. Quen nhau cái là anh đi khám liền. Dạ. Bấm nút là đi khám. Dạ. Rồi về nói với cổ là anh có khả năng có con nè, người ta mới dám cưới với mình. Dạ. Nha. Dạ. Nha thầy. Dạ. Rồi được, để thầy đảm bảo. Đảm bảo 100%. Giờ hứa đi nữa là anh sẽ đẻ được.
đâu đẻ được. Anh sẽ đâu mình đâu phụ nữ anh đâu sẽ làm cái đẻ được. Anh sao chị phải khẳng định gì cho cổ tin chứ sợ đẻ không được năm anh sẽ trợ giúp cho em đẻ được hả? Được rồi. Nói chung là thầy rất là thoải mái, thầy rất là thiệt tình, là thật tình đó. Đây là con người rất là chân thật ha. Anh đừng lo điều đó. Bây giờ anh đã hỏi đủ hết trơn rồi, em thấy tin chưa? Dạ. Rồi. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ về ở chung ba mẹ làm dâu đó, em đồng ý không? À, làm dâu bên nhà ảnh á hả? Ừ. Dạ, em cũng thích ở chung nhiều người trong gia đình. Ừ. Dạ, cho nên làm dâu đối với em không thành vấn đề. Bây giờ ba mẹ cũng lớn tuổi rồi ở đó, rồi mình khỏi ngôi nhà mình dành dụm ra số tiền để mình lo cho tương lai. Dạ, được rồi, sẵn là có thời gian đi du lịch luôn. Rồi, hay quá. Hè này anh dụ đính đính đi ấy đó, chuẩn bị là đi ngã ba Đông Dương á. Lo làm ăn đi đi anh hoài. Không, không phải, biết sao không? Ngoài em đi dạy nha, em còn tối em về làm thêm á. Làm gì? Em đi làm bảo vệ. Tốt. Đó, em lấy cái tiền đó em đi du lịch chứ không phải lấy tiền lương của em em đi đâu. Dạ. Dạ. Tức là làm thêm lấy tiền đi du lịch. Dạ. Cái này tốt nè. Nhưng mà mai mốt có vợ rồi. Không, không, không đi nữa. Không đi nữa nha. Không, không. Chừng nào dành dụm để lo cho con để xây nhà, xây cửa rồi nha. Dạ. Rồi, vậy là được rồi đó. Bây giờ hôm nay là chị có đi em có đi với người thân không? À dạ có, em đi với lại mẹ của bạn em. Với lại là những người bạn, những người em, đồng nghiệp thân rồi, thiết của em. Rồi, cho chị gặp ai đại diện cho chị xin ý kiến. Dạ. Đại diện nàng gái đi. Dạ. Dạ, chào cô. À, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. Mình là mẹ của bạn Thư. Chứ không phải là mẹ của Thư. Dạ. Sao nãy giờ cô thấy cái anh này như thế nào rồi? Có hợp lý với cô gái bên kia không? Nói chung thì cô thấy anh này hiền lành, thật thà. Cô thấy thì cũng... Ok hả con? Ok. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Rồi thì... À, chúc con thành công đi. Dạ, con cảm ơn mẹ nhí. À, sao cô xúc động quá hả cô? Lý do? Tại vì chúng nó lớn tuổi hết rồi. À, dạ. Mà hôm nay mới đi hẹn hò. Dạ. Dạ, không phải ế đâu cô, mà là đợi người tử tế để yêu cho nên nó mới trễ vậy đó ạ. À. Chắc là vậy, chắc là vậy. Coi như là hai người hẹn hôm nay gặp nhau phải không? Dạ. Vậy thôi. Một lần nữa, cô xin chúc thành công. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, bây giờ thầy giáo đi với ai? Dạ, em đi với cô hiệu phó. Dạ. Cô hiệu phó. Dạ, chào cô. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường, cùng quý vị khán giả trong trường quay. Thì đại diện cho nhà trường, thì đi với thầy Hòa thì cũng nói về đôi nét. Thì thầy rất là hiền và dễ thương và thầy rất là yêu trẻ con. Và cái điểm mà thầy quyết định của thầy á, thì hơi nóng tính, lý do là phải nói chuyện phải thẳng thắn, nếu mà ai dối thì thầy rất là bực mình. Thì cái qua cái chương trình này thì chị mong là em và Thu em Thư ạ. Thư à, em và Thư á thì cứ tiến tới hôn nhân đi, chị thấy được rồi đó. Dạ. Chị chấm rồi đó, được rồi đó Hòa ơi. Dạ. Cố gắng nha. Dạ. Ủng hộ em. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô hiệu phó. Thôi, bây giờ nãy giờ tâm sự hơi nhiều rồi ha. Dạ. Ý kiến người thân rồi, bây giờ hai bạn gặp nhau nha. Dạ. Kéo màn ế mình. Kéo màn. Mày kéo màn. Kéo rèm, ủa, kéo cổng. Ồ. Chào em. Dạ, chào anh. Wow, cũng không hẹn mà gặp, cảm ơn anh. Em có quyển sách để tặng anh. Rồi, cảm ơn. Dạ, cũng giống như là cái tựa của quyển sách là giao tiếp bằng trái tim. Thì mình cứ cảm nhận như thế nào bằng con tim thì mình cứ thoải mái để có cái cơ hội để đến với nhau. Dạ, anh, cảm ơn. Anh rất thích cái tựa đề của cái quyển sách này. Dạ. Đó, con người anh chính là đúng một cái tựa đề này, anh thích thử thật thà luôn. Dạ, dạ. Và anh thích giao tiếp nhiều. Dạ, à. Từ nãy tới giờ thì em thấy anh với lại anh MC Quyền Linh trao đổi với nhau khá nhiều. Chứng tỏ anh cũng có khả năng làm MC lắm anh. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, ngồi vào ghế rồi chúng ta tâm sự nha. Có ghế à? Ngồi đây luôn hả chị? Có quà. Thầy có quà gì kìa.
Đậu phộng ở quê Long An á, Đức Hòa. Thì em tặng em gửi là anh em đi. Cảm ơn thầy nha. Rồi có gửi em đậu phộng quê Long An, Đức Hòa đó. Dạ cảm ơn anh nhiều. Có bà kia nữa kìa, để bà la đó. Em có chứ. Có thì dễ gì cũng có được. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ. Thấy chưa, tôi nói làm mai nó sướng lắm, có đậu phộng ăn hoài à. Thành ra từ lúc tôi làm mai tôi lên gần chục ký rồi đó. Em hỏi anh trước đi. À em hỏi anh trước hả? Dạ anh, bây giờ nhà anh ở ngoài Hưng Yên thì còn ai ở ngoài đó không? Không, ba mẹ đi vô đây hết rồi. Dạ. Anh em với cả cha mẹ với cả bên ngoài là đi vô hết trong này rồi. Cả bên nội cũng có một số người vô trong này hết rồi. Dạ. Dạ. Như vậy là giờ là thành dân ở trong miền Nam này luôn. Thành dân trong miền Nam 22 năm rồi. Dạ. Anh thích đi du lịch, anh đã đi được những nước nào rồi? À, không đi nước thì anh chưa có đi. Tại nói thật với em là anh không biết tiếng Anh. Tiếng Anh giỏi nó không phải biết mà anh tiếng Anh anh hạn chế lắm. Dạ. Đó, còn đi miền Tây này nè, anh đi đủ hết các tỉnh rồi. À tức là trong Việt Nam là mình đi cũng gần kha khá rồi ha. Cũng kha khá rồi. Dạ. Em thì em cũng có cái sở thích đi du lịch. À. Nhưng mà em thích đi du lịch bụi á, tức là tự lên kế hoạch và tự đi. Ừ anh cũng vậy đó. À. Anh vậy anh là hướng anh đi đó. Hai anh em mình có thể tiết kiệm tiền để đi du lịch được đó. Ờ à, được rồi. Còn hai người đi bụi luôn đi. À, anh dự định thì chừng nào mà mình có thể ổn định được để có thể lập gia đình được? Anh thì anh cũng sẵn sàng ổn định, tại vì biết anh cần có người trói chân anh lại thôi. À có người ấy để theo cô, xong rồi đó là lo cho con cái sau này. À. Chỉ cần người trói chân thôi hả? À. Không có trói tay. Rồi anh được quyền hỏi em á. Anh thấy em thấy anh như nào? À, thứ nhất là dáng vóc thì cũng được, tại vì em không thích người gọi là gì ta quá mập phải không ạ? Thứ nhất là chiều cao cũng được. Dạ em nói quan điểm của em mà không không có ảnh hưởng gì đến ai hết trơn. À, đó, dạ. Không có nói gì ai đâu. Hơi buồn quá. Anh tập thể dục là anh thích hít đất hả anh? Anh thích hít đất đó. À anh thích hít đất. Dạ. Rồi chạy bộ luôn, sáng nào cũng phải dậy 4 giờ dậy là đi tập thể dục. Là 5 giờ giao ca là đi về xong rồi đi dậy luôn á. Nên đi dậy luôn. Dạ, rồi tối còn làm bảo vệ nữa. Tối làm bảo vệ. Anh khá là đa tài vậy, anh có thể làm được nhiều thứ vậy? Đâu, anh thì anh không có, nói thiệt anh không có đa tài, anh chỉ biết đâu được cái là anh cũng chăm chỉ chịu khó. Dạ. Biết sao không? Còn cái vụ mà tính toán cái vấn đề mà buôn bán á, anh tính dở anh thiệt. Anh không vậy là anh giống em á, tại vì thật sự đối với em á thì em nói nhiều cho nên em thích con chữ hơn là em thích con số. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Anh thích bằng cái thực hành cơ chứ đừng có bằng lời thôi. À thế à? Hai người thích con chữ hết luôn hả? Dạ. Thích vậy con số vậy? Thì tôi cái đi. Thêm con số vô nữa. Vừa có chữ vừa có số nó mới được. Rồi, mình cảm nhận cưới được. Về cô gái đối diện như thế nào hả? Thầy giáo. Em cảm nhận là bằng cô giáo thì cho em đọc cái bài thơ đi. À dạ. Qua cái bài thơ này tất cả em gửi vô cái bài thơ này. Wow. Và cái bài thơ này nó thật là cũng siêu tầm trên mạng về, cũng sửa cho phù hợp với hoàn cảnh bữa nay. Dạ. Cái chứ thật chứ em cũng đó, đó. Vậy là anh cũng có sáng tạo đó. Dạ. À, trời thật. Ơi sao mình nuôi bài thơ này nhỉ? Em có bằng lòng làm bạn gái của anh, em có bằng lòng để làm bạn cùng anh, người giáo viên đến từ miền Tây Nam Bộ. Nếu thương anh xin em bằng lòng nhé. Em gái à, em chấp nhận được không? Lần đầu gặp gỡ coi như một cơ duyên. Anh là người ngày ngày gieo chữ, còn em là cô gái dễ thương dễ mến, một bông hoa rực rỡ giữa đời thường. Bông hoa này em đã tưởng tượng rồi. Dạ. Chắc chắn là rực rỡ. Em có bằng lòng làm bạn của anh chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau san sẻ những vui buồn. Nếu một ngày em thấy mình không ổn, gọi cho anh hứa sẽ phi đến liền. Anh sẽ bên em bảo vệ và chở che, để bù đắp những ngày ta không gặp. Câu từ của anh dù là hơi thô thiển, nhưng trái tim anh lại cháy bỏng ngọt ngào. À. Rồi cô đáp lại thầy liền. Câu mà anh nhớ nhất là lúc nào không ổn báo cho anh phi tới liền. Dạ em cũng đang đúng chú ý đến vụ đó, tại vì anh tuổi ngựa phóng anh cho nên là ngựa. Thích là phi. Rồi bạn gái mình đáp trả lại liền đi bạn.
À, em thì không có khả năng sáng tác thơ như anh, cũng không có khả năng gọi là cải biên ở trên cái thơ của người khác, nhưng mà em rất là thích bài thơ Tôi Yêu Em của Pushkin. Thật sự ra thì bài thơ này là hồi năm học cấp 2 em đã được bình bài thơ này. Thì thầy giáo chấm em được có 8,5 điểm, trong đó thì bạn lớp trưởng của em thì được 9 điểm, tại thầy nói em là lúc đó hình như con chưa biết yêu hay sao đó, cho nên con bình thơ được có 8,5 điểm hả con. À, cho nên là cũng mạn phép đọc lại cho anh những câu thơ đó. Em Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng hơn nữa, hay lòng em đã gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi lạo rực lòng ghen. Tôi yêu em chân thành đầm thắm, mong em được người tình như tôi đã yêu em. Cho nên thật sự ra thì con gái hoặc là phụ nữ thì người ta mong muốn là người ta gặp được người đàn ông thương mình chân thành. Dạ, và bây giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi, thì thành ra em muốn là tìm kiếm một người mà có cái sự thành ý trong cái việc là tiến tới để xây đắp gia đình, sinh con. Bây giờ mình sẽ vô cái chuyện hẹn hò nè. Bây giờ lần hẹn hò đầu tiên khi nào, ở đâu, thầy tổ chức lãng mạn ra sao? Lần đầu tiên hẹn hò thì tại vì nói thật chị, lúc này thứ bảy chủ nhật em đang hơn bạn đi học, thầy đi chuyển ngạch nương á, nên em sẽ dành ngày thứ hai thứ ba em có rảnh không? Dạ rồi, không. Thứ ngày thứ hai ba sẽ dạy rồi anh sao? Khó quá. Không, tại vì em còn về học thứ bảy, ba cái ngày thứ bảy chủ nhật nữa. Dạ. Thầy nói, em nói thiệt, dạ. hẹn em mà anh không tới thì cái lần hẹn đầu tiên nó mất ý nghĩa đi. Vâng. Thì anh cố thôi, anh cố gắng hẹn, cố gắng em ngày thứ sáu tuần này nè, thứ sáu cuối tuần này anh sẽ tranh thủ, anh nên càng sớm càng tốt. Tại vì thứ sáu hôm đó là học, ngày mai ngày mốt học sinh nó thi xong rồi, ngày thứ sáu á là có thể giáo viên được nghỉ. Yeah. Thì anh tranh thủ anh lên với em đó. Lần nhưng đầu mà tiên tổ chức làm sao cho nó, cái lần đầu tiên là đi đâu như thế nào, thầy làm sao cho đến xuất hiện nó lãng mạn ấn tượng, thì bằng cái tấm lòng chân thành của mình thôi. Cái khả năng của mình làm sao thì cho bạn gái vui nhất và ấn tượng nhất cái buổi gặp đầu tiên. Vậy thôi, trăm sự nhờ anh mà, vậy em cũng biết là anh có tính làm gì. Anh nói sơ tí anh. Theo vì cũng thật tình chưa nghĩ ra. Dạ thôi, cái gì không biết thì cứ nhờ bác Google anh. Dạ, tra Google trước lên gặp em nha. Thì nhớ chút nữa em bấm nút xong rồi á, em cho anh số đi. Bấm nút. Thôi bây giờ vậy, thầy nói chứ đàn ông mà, thầy 40 tuổi rồi. Dạ. Cô này 37 tuổi mà cô chưa có được mối tình nào. Dạ. Thì cô đến cái chương trình cô cũng mong một cái gì đó ấn tượng, nó ngọt ngào. Dạ. Để đáng nhớ cái ngày hôm nay, ngày kỷ niệm. Dạ. Bây giờ thầy tiến tới, thầy làm gì đó thầy làm tùy thầy. Dạ. Nói gì đó tùy thầy. Dạ. Cho nó ấn tượng, nói dạ, thật lòng, có sao thật. Nói vậy. Dạ. Đó, thầy nói đi. Cái lời thành thật có nhất nói mà sao thầy để cũng rung động trái tim của cô ấy mới quan trọng. Thật lòng, thầy đứng thì lên. Thì con tim của anh á bị nó đập loạn hết rồi á. Yeah. Nó đập loạn rồi. Thì, yeah, thì tiến tới, thì thầy tiến tới trước mặt cổ, mượn cái tay cổ cầm, nói thì em cho anh. Em có được quyền ngồi không anh? Thì em cứ ngồi đi. Yeah. Thì cũng như lời bài hát á, bài hát Tình Cây và Đất, anh muốn hy vọng anh là đất, em là cây. Yeah. Sẽ vinh phúc, sẽ chọn cuộc đời này. Dạ, dạ, em cảm ơn anh. Dạ, cây và đất quan trọng lắm anh. Nước nào cũng phần hai thứ đó. Dạ, dạ, đúng rồi em. Dạ. Nói mình đang suy nghĩ điều gì, cô gái đối diện mình mong muốn điều gì, mình nhận xét cô sao? Nói, trời, cô gái có gương mặt rất là thư, có gương mặt rất là phúc hậu. Dạ. Dạ, giọng nói rất là ngọt ngào dễ nghe. Dạ. Nói chung là phù hợp với cái tiêu chuẩn cái bạn gái mà em cần tìm bấy lâu. Mong nhà em cảm ơn anh Quỳnh Ninh, chị Cát Tường, hôm nay chắc em đã tìm được. Dạ. Một nửa của anh ha. Một nửa của anh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, ok, mời xuống đây anh. Bạn gái có còn muốn nói lời nào với ảnh nữa không trước khi quyết định? Dạ, em nghĩ đây là một cái cơ may, là một cái cơ duyên, và cũng xin cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã tạo cái điều kiện, cái cơ hội để cho em và anh có cái dịp được gặp nhau ngày hôm nay. Thì cũng hy vọng rằng là, thì trước tiên là mình phải cho mình cơ hội cái đã, thì thành ra là em nghĩ trước tiên là mình phải thực hiện cái thủ tục của chương trình đề ra cái đã, rồi mình sẽ có những cái kế hoạch của mình. Dạ, lúc đó thì mình sẽ trao đổi nhiều hơn. Rồi. Yeah. Đặt tay vào nút bấm nha bạn. Đặt tay vào nút bấm. Rồi. Rồi, trước khi bấm nút, chúng ta hãy nhắm mắt lại,
xem những gì đã trải qua, cảm nhận xem trái tim mình có rung động thật sự hay chưa. Bởi vì các bạn bấm nút là các bạn trao duyên với nhau, chứ không phải bấm nút để ta đi uống cà phê, cà pháo. Bấm nút là đồng ý chấp nhận hẹn hò với nhau nha. Yeah. Phải thật sự rung động hắn bấm, đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả. Có yêu thương với nhau, có sự rung động với nhau thì ta có mới có một cái tương lai tốt đẹp. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng thầy giáo. Nắm tay nhau đi thầy cô ơi. Dạ. Mối tình đầu đó chưa hôn bao giờ. Không được không? Không được kìa. Hả? Không được không? Dạ được. Được không? Chắc không? Chắc. Không lâu lâu chút nha. Dạ. Rồi bắt đầu đi thầy. Anh xin phép nha. Dạ. Lâu lâu chút. Em sao thầy? Thích không? Thầy dễ thương lắm á. Thật sự á, thầy giáo ở đây rất là vui vẻ. Tuy chưa có gia đình, thành ra là cái cuộc sống nó còn bấp bênh lắm. Thầy chưa có ổn định. Nên nếu như có em về, em sẽ giữ vững cái ổn định đó. Chắc chắn đây cũng sẽ là một chỗ dựa vững chắc đó. Nói vui vẻ thôi. Cái thầy cũng rất là bản lĩnh ha. Dạ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm ra một nửa yêu thương của mình. Một sớm là gửi chúng tôi thiệp mời nha. Dạ. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng thầy và em. Chúng ta đến đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Em nghĩ chắc anh phải bỏ thêm ra để em nhận quà chứ. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Và đây là một phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Couple TX. Dạ. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều. Còn nữa nhiều. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng Senton. Đưa bạn gái cầm cái đó đi. Và đây máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Đây là một chiếc TV UVC đỉnh cao công nghệ Max TV ha, trị giá là 9 triệu đồng. Nó sẽ thuộc về hai bạn nếu như hai bạn đồng ý kết hôn với nhau. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Và đây có hoa của bạn. Rồi thay mặt cho bạn Thư đây em xin cảm ơn anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các anh và chị Thanh Trúc ta, với cả các anh chị trong ban biên tập đã tạo điều cho em được gặp bạn Thư. Rồi chúc hai anh chị hạnh phúc nhé. Tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Dạ. Chậm chậm chào bạn gái, chậm chậm để bạn gái đi trước nào. Đó đúng là đi theo sau bảo vệ.